Cái này cũng không có cách nào a, à. bọn chúng đều là những người đeo đuổi ngươi, khiêu chiến Triệu Phong cũng là danh chính ngôn thuận mà thôi. Bên cạnh nàng, Khổng Điệp thở dài nói, lần trước, sau khi Triệu Phong đánh bại Ngụy Trạch, nàng đã bắt đầu cảm thấy Triệu Phong rất không tệ. Tướng mạo đường đường, thực lực cường đại, quan trọng là hai người hắn và Triệu Vũ Phi đều thật sự có ý tứ với nhau. Chỉ tiếc, Triệu Phong không có quyền không có thế, càng không có huyết mạch cao đẳng không sánh bằng những đệ tử hạch tâm kia, cũng không thuyết phục được cao tầng của linh tộc. Ta muốn đi tìm sư tôn, triệu vũ phi quyết định, chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, một cỗ uy áp trầm trọng như núi đột nhiên hàng lâm nơi này, khiến cho triệu vũ phi dừng bước lại. Sư tôn, sắc mặt triệu vũ phi cả kinh, vũ phi, cao tầng linh tộc đông đảo, chuyện này, không phải một mình ta có thể quyết định được. Phù linh cổ thần bình thản nói, kỳ thật, bản thân hắn cũng cho rằng triệu phong rất tốt, nếu người mà triệu phong coi trọng chỉ là một nữ tử nào khác của linh tộc cao tầng linh tộc có lẽ cũng có thể tiếp nhận nhưng người mà hắn coi trọng hết lần này tới lần khác lại là triệu vũ phi mật độ huyết mạch linh tộc của triệu vũ phi vượt xa những đệ tử hạch tâm khác của linh tộc hơn nữa bản thân nàng trời sinh dung mạo xinh đẹp là nữ thần được vạn chúng tử linh vực chú mục ta muốn đi tìm phong ca trong tinh mâu như bảo thạch của của triệu vũ phi lưu truyền một tầng thanh vụ chuyện này người vẫn không nên nhúng tay thì tốt hơn trừ phi ngươi muốn đi cự tuyệt hắn hoặc là đến khuyên bảo hắn từ bỏ phù linh cổ thần thở dài một tiếng sở dĩ hắn tới nơi này chính là nhằm để ngăn cản triệu vũ phi đây là ý kiến nhất trí của cao tầng linh tộc đêm khuya trong lãnh địa linh tộc vẫn như cũ sáng lạn trói mắt như ban ngày vậy ân thần thức thật cường hãn triệu phong đang ở bên trong trường bào thời không tu luyện trực tiếp nhảy ra đệ tử ngoại tộc nhận được sự bảo hộ của linh tộc tại thời điểm bế quan cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không dám dùng thần thức dò xét. Thế nhưng, lúc này giữa đêm khuya chợt đảo quét tới một đạo thần thức cường hãn, khiến Triệu Phong lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Bá, một đạo nhân ảnh già nua thân khoác hắc bào bỗng nhiên xuất hiện bên trong cung điện Triệu Phong. Tiền bối, Triệu Phong đứng dậy hành lễ, lão giả hắc bào trước mặt mặc dù không cấp cho Triệu Phong bao nhiêu sự áp bách, nhưng hắn cảm giác người này so với hắc thiên cổ thần lúc trước còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Ta liền trực tiếp nói thẳng vậy, ánh mắt lão giả hắc bào này nhàn nhạt, nhạt nhìn kỹ triệu phong thần sắc hơi chút kiêu ngạo triệu phong gật đầu không nói gì thực lực của ngươi rất mạnh hoàn toàn tương đương với chuẩn thần mạnh nhất của linh tộc ta nhưng mà thân phận huyết mạch của ngươi lại không bằng bọn họ cặp mắt lão giả hắc bào bình tĩnh trực tiếp nói ta biết thần sắc triệu phong bình thản ngay khoảnh khắc nhìn thấy lão giả hắc bào này hắn liền biết đối phương đi tới nơi này vì nguyên nhân gì thanh niên tuấn kiệt theo đuổi triệu vũ phi nhiều lắm mà ngươi không quyền không thế, đánh không lại bất kỳ người nào trong bọn chúng. Ngươi không bảo vệ được triệu vũ phi, lão giả hắc bào tiếp tục nói, có lẽ trong những người theo đuổi triệu vũ phi, có vài người tiềm lực không bằng được triệu phong, nhưng mà bọn chúng ai nấy cũng có thế lực cường đại, còn có huyết mạch cao đẳng. Nếu như người nguyện ý chủ động từ bỏ triệu vũ phi, linh tộc đáp ứng ngươi, sẽ coi ngươi như đệ tử hạch tâm mà bồi dưỡng. Nếu ngươi xem trọng một nữ tử nào khác của linh tộc, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi nữa lão giả tiếp tục nói, đệ tử linh tộc nhiều đến ngàn vạn, mà đệ tử hạch tâm chỉ có một vài tên như vậy, có thể thấy được thân phận này tôn quý đến mức nào. Mặt khác, lời này của lão giả hắc bào cũng chính là đang ám chỉ, cho dù Triệu Phong lựa chọn lạc vũ chuẩn thần hơi chút thua kém so với Triệu Vũ Phi, linh tộc cũng sẽ không can thiệp nữa. Điều kiện phong phú như vậy, đủ để khiến cho vô số thanh niên tử linh vực cũng phải có chút điên cuồng, nhưng mà ánh mắt Triệu Phong Thủy chung vẫn bất biến. Nếu như Vũ Phi đáp ứng, ta không còn lời nào để nói. sắc mặt triệu phong vẫn nghiêm nghị, đối mặt với rất nhiều mê hoặc của cổ thần cao tầng linh tộc, hắn ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái. hơn nữa, hiện tại đối phương đã chủ động tìm tới cửa, như vậy chứng minh triệu vũ phi đã không đáp ứng. hắn biết rõ áp lực mà triệu vũ phi thừa nhận cũng không nhỏ, nhưng nếu như nàng đã không đáp ứng, như vậy mình cần gì phải thuận theo. ta bây giờ là đang hỏi ngươi. ánh mắt lão già hắc bào kia nhất thời ngưng động. Một cỗ uy thế cổ thần khủng bố dần dần lan tràn ra, tràn ngập bốn phía xung quanh Triệu Phong. Thân sắc Triệu Phong cả kinh, đối phương chỉ mới phóng xuất ra một chút khí tức, liền khiến cho mình có cảm giác như bị cự sơn kình thiên đè ép, toàn thân không thể động đậy. Xem ra, vị cổ thần này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn không ít. "Ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút đi." Thấy Triệu Phong vẫn không nói gì, lão giả Hắc Bào ném lại một câu nói, sau đó trực tiếp biến mất. Trên tầng mây hơn mấy vạn dặm, vài đạo thần thức khổng lồ bắt đầu giao lưu với nhau. Tiểu tử kia cự tuyệt sao? Hai, nhà đầu vũ phi kia cũng rất quật cường, ta xem tiểu tử này làm sao xử lý những lá thư khiêu chiến này. Chuyện tình thư khiêu chiến, đám cao tầng linh tộc nhất trí tán thành, cho rằng các đệ tử hạch tâm của linh tộc đã làm rất tốt. Qua một đoạn thời gian nữa, ta lại tìm tới nói chuyện với hắn một lần nữa. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn sẽ bị những áp lực này ép vỡ. Chuyện tình thư khiêu chiến, quả thật là đã đặt một tảng đá lớn vào trong lòng Triệu Phong. Nếu như hắn cự tuyệt toàn bộ thư khiêu chiến, cự tuyệt những người theo đuổi Triệu Vũ Phi này, vậy hắn có còn tư cách ở cùng một chỗ với với Triệu Vũ Phi nữa sao? Xem ra, ta cần phải nhanh một chút trùng kích thiên giai thần vị. Triệu Phong lẩm bẩm một tiếng, mọi người của linh tộc đều cho rằng hắn nhiều lắm chỉ có thể chứng đạo thần vị tứ giai. Nhưng mà Triệu Phong có nắm chắc nhất định chứng đạo thần vị ngũ giai. Nếu như hắn thành công đột phá đến chân thần ngũ giai, cho dù là linh tộc cũng không thể coi thường hơn nữa khi đó thực lực của hắn sẽ phát sinh lột xác về chất ý chí linh hồn sẽ nhanh chóng để thăng cho dù là chân thần lục giai của linh tộc hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng ý thức triệu phong chìm vào kim cầu thần bí trong không gian thần mâu triệu phong tiến vào mộng cảnh thái cổ sau khi khoanh chân ngồi xuống hắn lập tức vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết cùng kim khôn thánh lôi thể oanh chi chi ở trước mặt hắn phiêu phù ba khỏa lôi thần tinh vô số điện văn lôi kiếp bạch tinh tử trong đó tràn ngập ra bao phủ toàn thân triệu phong bốn phía xung quanh triệu phong biến thành một mảnh việt địa lôi kiếp mấy ngày sau một đầu trùng tộc thái cổ giống như dao long bạch sắc đi tới bên cạnh triệu phong sau khi ném xuống một cái giới chỉ chữ vật liền trực tiếp rời khỏi cũng không lâu sau triệu phong mở mắt ra ý thức thăm dò vào bên trong không tệ những tài nguyên tu luyện này cho dù là cổ thần cũng khó có thể chống cự trong mắt triệu phong hiện lên một đạo tinh mang những tài nguyên tu luyện này đều là do hắn ra lệnh cho triệu vạn ở trong mộng cảnh thái cổ, từ khắp nơi siêu tập lại, để cho hắn sử dụng trong lúc đột phá thần vị. Bá, triệu phong trực tiếp lấy ra tất cả tài nguyên tu luyện bên trong. Năng lượng ba động khổng lồ kia dẫn tới đám trùng tộc thái cổ xung quanh rung động một trận. Triệu phong không nói hai lời, điên cuồng hấp thu dược hiệu trong những chân tài tu luyện này, trùng kích cảnh giới viên mãn của hai môn công pháp. Một ngày nào đó, khí thức toàn thân triệu phong đột nhiên tăng lên, một cỗ uy áp lôi điện lực phách huy chấn thiên địa thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh. Thiên địa chấn động, phương viên trăm dặm hình thành một đạo vòng xoáy nguyên khí thiên địa khổng lồ, bên trong ẩn chứa quang hoa lôi kiếp ngũ sắc, điên cuồng tàn sát khắp nơi. Hai môn công pháp rốt cuộc cũng đã tới viên mãn, Triệu Phong mở ra nhãn mâu sáng ngời, sắc mặt thần thái hưng phấn. Đã đến thời điểm đột phá thiên giai thần vị, Triệu Phong đứng dậy, tìm kiếm một địa phương thích hợp để đột phá. Đồng thời, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều yếu điểm, kỹ xảo trùng kích thần vị. Chương 1252, trùng kích thần vị. Mấy ngày sau, Triệu Phong đã đi tới một phiến sâm lâm hắc sắc. Cây cối nơi này gọi là Hắc Ngưng Mộc, cành cây nhánh lá sắc bén như gai nhọn sắt thép vậy, dị thường dữ tợn. Mà trong lòng đất phiến rừng rậm này còn có một cả đầu thần tinh mạch hạ phẩm. Ở tại nơi này a, à, Triệu Phong đi tới ngay trung tâm phiến rừng rậm này, khoanh chân ngồi xuống. Bá, Triệu Phong lấy ra khỏi không gian thần mâu một vài chân tài thái cổ phỏng chế thành công. Sau đó, Triệu Phong lại hút vào một nhóm chân tài thái cổ khác, tiến hành phục chế. Mấy ngày sau, lại có thêm một đầu trùng tộc thái cổ đi tới bên cạnh Triệu Phong, ném thêm một cái không gian chữ vật nữa, sau đó lại trực tiếp rời đi. Đồng thời, trong không gian thần mâu, một nhóm chân tài cuối cùng cũng hoàn thành phục chế. Hiện tại, ta có chín thành nắm chắc trùng kích đến chân thần ngũ dai. Triệu Phong thoáng định liệu, nói. Trùng kích chân thần, bước đầu tiên, đắp nặn thần thai. Ý thức của Triệu Phong hoàn toàn chìm vào trong thần lực quang toàn trong cơ thể. Một cái quang bàn ngũ sắc thật lớn, trên đó tràn ngập bạch tinh lôi điện nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể hắn. Thần lực quang toàn của người bình thường chỉ là một đạo vòng xoáy, mà thần lực quang toàn của Triệu Phong lại là một cái quang bàn ngũ sắc. Bởi vậy có thể thấy được, thần lực quang toàn của Triệu Phong ngưng thực cứng cỏi cỡ nào, thần lực ngũ hành lôi tiếp dựng dục ra trong đó cũng vô cùng cường đại ong ong trung tâm thần lực quang toàn từng tia từng tia quang hoa lôi đình ngũ sắc bị rút ra rất nhanh một cái khung hình chữ nhật thật lớn đã được triệu phong phác họa ra chín giai chân thần mỗi một giai là một tòa thần thai mà tòa thần thai đầu tiên lại ở tầng dưới chót nhất nhất định phải đủ cứng rắn ngưng thực nếu không sẽ không cách nào chịu tải được những thần thai sau đó như vậy sẽ định trước cả đời không thể đạt tới cổ thần cửu giai đáp nạn thần thai cần rút ra năng lượng trong thần lực quang toàn còn có các phương diện lực lượng cùng tiềm lực của bản thân nữa trong thần lực quang toàn từng cỗ từng cỗ quang hoa lôi đình ngũ sắc kỳ dị cuồn cuộn lao ra dùng phương thức cấu tạo đặc thù nào đó chậm rãi dung nhập vào tòa thần thai đầu tiên tòa thần thai đầu tiên không thể khinh suất được triệu phong hết sức chăm chú đắp nặn thần thai tòa thần thai đầu tiên có tác dụng cực kỳ quan trọng hắn còn muốn đem lực lượng sinh mệnh trong thể phách còn có lực lượng huyết mạch của chính mình cũng sáp nhập một chút vào bên trong tòa thần thai này đồng thời trong không gian chữ vật trước mặt triệu phong cũng bay ra từng món từng món chân tài tu luyện những món chân tài này đại bộ phận đều là chân bảo tu luyện loại ngũ hành còn có một bộ phận có lợi cho việc đáp nặn thần thai vù vù năng lượng trong những món chân tài này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng biến mất cấp tốc dung nhập bên trong thần thai tòa thần thai đầu tiên triệu phong hao tốn tròn một tháng mới đáp nặn thành công trong thời gian này hắn liên tục vận chuyển thần linh nhãn phối hợp việc đáp nặn thần thai đồng thời tỉ mỉ thẩm tra mỗi một phân một tấc, đem bất cứ tỉ vết nào trên tòa thần thai này hoàn toàn bổ khuyết cho trọn vẹn. Ngũ hành phong lôi quyết cùng kim khôn thánh lôi thể viên mãn, thực lực tăng trưởng viễn siêu tưởng tượng của ta. Ta có lẽ có một thành hy vọng trùng kích đến chân thần lục giai. Căn cứ tình huống đắp nặn tòa thần thai đầu tiên, Triệu Phong suy đoán. Ý nghĩ này khiến cho hô hấp của hắn cũng có chút dồn dập lên. Trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai, hắn chưa từng nghe nói qua có tồn tại nào như vậy nhưng mà hiện tại triệu phong tựa hồ có một chút hy vọng này ngoại giới cứ cách mấy ngày lại sẽ có một người tới ngoài cửa cung điện triệu phong bỏ lại một phong thư khiêu chiến hắn đã ở bên trong đó suốt hai tháng rồi ta thấy hắn chính là không dám đi ra a dự định một đường co đầu rút cổ ở bên trong tránh né qua hết thảy chuyện này gạch nối mấy gã đệ tử ngoại tộc thấy hai tháng này triệu phong cũng không hề xuất hiện không khỏi bắt đầu lớn mật tùy ý đàm luận châm chọc nếu như hắn một đường không ra 10 tháng sau, hắn cũng sẽ bị linh tộc trục xuất. Một gã đệ tử nội tộc vừa vặn đi qua nơi này, lạnh giọng nói. Đệ tử ngoại tộc, mỗi một tháng đều phải hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ trong tộc. Nhưng mà một vài đệ tử ngoại tộc, lại bởi vì bế quan tu luyện hoặc là chuyện tình đặc thù, mà không thể nào đi làm nhiệm vụ. Trong tộc cũng suy nghĩ đến điểm này, liền cho phép đem hạn mức nhiệm vụ này chỉ hoãn chậm lại thực hiện sau. Tối đa được phép trì hoãn một năm trời, nếu như sau một năm, triệu phong vẫn không có bất kỳ cống hiến gì với trong tộc sẽ bị linh tộc trực tiếp trục xuất kỳ thật đại đa số các đệ tử ngoại tộc cũng từng có tình huống bế quan một vài năm trời bất quá bọn chúng đã sớm hoàn thành hạn mức nhiệm vụ rồi mới bế quan mà triệu phong lại không biết điểm này bỗng nhiên nguyên khí thiên địa bốn phía cung điện của triệu phong đột nhiên bắt đầu náo động lên lấy cung điện hắn làm trung tâm hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ mà lại yếu ớt đem từng tia từng tia nguyên khí thiên địa hút vào trong đó đồng thời bên trên đạo vòng xoáy cực lớn này, tựa hồ xoay quanh một cái hư ảnh hình vuông. Đây là, đắp nặn thần thai, trùng kích thần vị, gã đệ tử nội tộc kia, cặp mày khẽ nhướng lên, kinh ngạc nói. Hắn đang trùng kích thần vị, tin tức này cấp tốc truyền ra khắp nơi, khiến cho một đoàn đệ tử ngoại tộc nháy mắt tụ tập đến đây. Xem ra triệu phong bị chèn ép, vì vậy đã bắt đầu trùng kích thần vị rồi. Hắc hắc, hắn có thể đánh bại ngụy trạch, tối đa sẽ có thể trùng kích đến chân thần tứ giai nhưng vẫn như cũng không thể nào ứng phó những thư khiêu chiến này gạch nối rất nhiều đệ tử ngoại tộc bắt đầu nghị luận náo nhiệt không đúng vì sao dị tượng trùng kích thần vị lại yếu ớt như vậy gã đệ tử nội tộc kia cấp tốc rời khỏi nơi này bên cạnh hồ nước thủy tinh sau khi trương vũ đồng nhận được tin tức kia trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười nghiền ngẫm chuyện gì vậy trương huynh thanh niên họ lỗ kia của thần mộc hải lập tức hỏi triệu phong hiện tại đang trùng kích thiên giai thần vị trương vũ đồng lộ ra một tia nụ cười tà dị lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đầu tiên là cả kinh sau đó lại cười to một trận hắn cho rằng sau khi chứng đạo thần vị liền có thể là đối thủ của chúng ta sao ta xem hắn là bị ép quá mức đã cùng đường mới tuyển chọn trùng kích thần vị nhằm để đề thăm thực lực a không ít đệ tử hạch tâm châm chọc châm biếm trong lòng mơ hồ có chút đắc ý đi thôi nếu như triệu phong đã tuyển chọn trùng kích thần vị như vậy chứng minh sau khi hắn thành công sẽ xuất hiện tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Trương Vũ Đồng bỗng nhiên đứng dậy, Trương Huynh, người quá lo lắng rồi, ta xem hắn chỉ là muốn mượn bảo địa linh tộc để trùng kích thần vị. Đợi sau khi thành công, liền sẽ chủ động rời khỏi linh tộc mà thôi. Lại một gã đệ tử hạch tâm phụ họa nói, sau đó, đám đệ tử hạch tâm tụ tập ở chỗ này toàn bộ đều giải tán. Lãnh địa ngoại tộc, đoàn người tụ tập bốn phía cung điện của Triệu Phong càng ngày càng nhiều lên. Triệu Phong bị ép, đã cùng đường mới lựa chọn như vậy. Nhưng mà cho dù hắn trùng kích thần vị, cũng không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Ánh mắt hai huynh đệ Triệu Lam dịch lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trước. "Mau tránh ra, rất nhiều đệ tử Hạch Tâm đã tới rồi." Phía sau chợt vang lên một giọng nói. Đám đệ tử ngoại tộc, nội tộc vây tụ ở phụ cận cung điện của Triệu Phong kia lập tức tản ra. Sau đó, đám đệ tử Hạch Tâm kết bạn mà đến, chậm rãi đi tới ngay phía trước cung điện của Triệu Phong. Hóa ra, hắn đang trùng kích thần vị trong một phiến không gian khác. Cặp mày trương vũ đồng cao lại, tùy ý nói. Thiên địa dị tượng khi trùng kích thần vị thập phần khổng lồ, mà bên ngoài cung điện của Triệu Phong chỉ có một đạo vòng xoáy nguyên khí cũng không quá rõ ràng, hư ảnh thần thai kia lại càng yếu ớt vô cùng. Cái này chứng minh, Triệu Phong đang ẩn nấp bên trong một không gian khác, tiến hành trùng kích thần vị. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu Triệu Phong trực tiếp ở bên trong cung điện tiến hành trùng kích thần vị, như vậy cũng quá mức ngu muốc rồi. nếu như cử nhân của hắn mặc kệ tất cả, tiến hành cản trở, ám toán, như vậy hắn chắc chắn sẽ tấn chức thất bại, thất bại trong gang tấc. cách đó không xa, phan hạo cũng chạy tới nơi này. hắn muốn làm gì? cho dù thành công trùng kích thần vị, hắn cũng không phải là đối thủ của những người khiêu chiến này a. À. trong lòng phan hạo có chút lo lắng. ong ong, bốn phía xung quanh cung điện, phạm vi đạo vòng xoáy nguyên khí kia bao phủ trở tăng lớn gấp đôi. Hư ảnh tòa thần thai thứ hai dần dần hình thành. Thần vị nhị dai rồi. Trương Vũ Đồng nhẹ giọng nói. Vũ Phi, Vũ Phi, Triệu Phong đang trùng kích thần vị. Khổng điệp chạy như bay vào cung điện tư nhân của Triệu Vũ Phi, gần như gào lên. Phong ca đang trùng kích thần vị. Bên trong cung điện tử tinh, sắc mặt Triệu Vũ Phi sừng sốt, lập tức có chút phẫn nộ. Theo như nàng nghĩ, Triệu Phong nhất định là bị linh tộc ép bước quá mức, mới bất đắc dĩ trùng kích thần vị vào lúc này. Tiểu tử này muốn làm gì? phụ cận cung điện của triệu vũ phi phù linh cổ thần lẩm bẩm nói cảm giác đầu tiên của hắn chính là triệu phong trùng kích thần vị là vì muốn đề thăng thực lực như vậy chính là đồng nghĩa với cự tuyệt thỏa hiệp tuyển chọn phản kháng thế nhưng cho dù triệu phong có trùng kích đến thần vị tứ giai đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của những người khiêu chiến này lẽ nào tiểu tử này nắm chắc có thể trùng kích đến chân thần ngũ giai trong lòng phù linh cổ thần xuất hiện một đạo ý niệm lớn mật lần trước lúc triệu phong chiến đấu với ngụy trạch hắn cũng ở gần đó quan chiến. Hắn thủy chung cảm thấy, Triệu Phong tựa hồ còn đang ẩn giấu rất nhiều hậu chiêu, vẫn chưa có xuất ra toàn lực. Sư Tôn, lúc này, Triệu Vũ Phi đột nhiên đi tới trước cửa cung điện, gọi lớn một tiếng. Nàng biết rõ, Sư Tôn của chính mình vẫn luôn ở phụ cận, chính là vì muốn ngăn cản nàng đi tìm Triệu Phong. Người đi đi, Phù Linh Cổ Thần Bình Thản nói. Hưu, Triệu Vũ Phi lập tức hóa thành một đạo lưu quang tử sắc, biến mất ở chân trời. Đồng thời, thân hình phù linh cổ thần cũng đột nhiên chui vào trong hư không. Bên ngoài cung điện của Triệu Phong, phạm vi đạo vòng xoáy nguyên khí thật lớn kia bao phủ càng ngày càng rộng, từ từ ngưng thực lại, biến thành một đạo vòng xoáy ngũ sắc. Mà hư ảnh hai tòa thần thai trên đó cũng dần dần xuất hiện một tia thải quang. Một đạo tử quang lóe lên, Triệu Vũ Phi đã đi tới phụ cận. Phong ca, thần sắc Triệu Vũ Phi có chút lo lắng. Rất nhanh sau đó, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, bài đạo thân ảnh siêu nhiên thế ngoại đột nhiên xuất hiện sâu bên trong thiên không. Tiểu tử này lựa chọn trùng kích thần vị, đó chính là cự tuyệt thỏa hiệp sao. Một gã cổ thần hắc bào, giọng điệu có chút lãnh đạm nói. Người này đúng là cổ thần linh tộc đoạn thời gian trước đã đi tìm triệu phong đàm phán. Bất luận như thế nào, chờ sau khi hắn thành công đột phá, mọi chuyện sẽ có cái kết quả. Phù linh cổ thần thản nhiên nói, bất quá, phiến không gian mà kẻ này tiến vào có chút bất phàm, không ngờ lại phù hợp với cấu tạo thiên địa của thần vực man hoang đến như vậy lại một gã cổ thần thở dài nói ong 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 bốn phía cung điện của triệu phong phạm vi bao phủ của đạo vòng xoáy nguyên khí ngũ sắc kia lại một lần nữa tăng lên gấp bội đồng thời hư ảnh tòa thần thai thứ ba cũng chậm rãi hiện lên đã tam giai rồi thần thai ẩn chứa lực lượng ngũ hành cường đại cũng thật kiên cố ánh mắt phù linh cổ thần lóe lên bằng vào lịch duyệt của hắn chỉ dựa vào hư ảnh ba tòa thần thai này liền có thể nhìn ra tình huống thần thai của Triệu Phong. Trong mộng cảnh thái cổ, thần lực quang toàn trong cơ thể Triệu Phong đã rút nhỏ đi hơn gấp đôi, mà trên thần lực quang toàn đã xuất hiện ba tòa thần thai. Thần thai tinh thể sáng bóng, bên trong đó vận chuyển lưu quang thải sắc. Ngoài mặt thần thai còn chảy xuôi hoa văn thâm thúy huyền ảo, phảng phất như ẩn chứa đại đạo thiên địa. Tiếp tục, tòa thần thai thứ tư, trên ba tòa thần thai trong cơ thể Triệu Phong đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang hoa lôi đình ngũ sắc nỗ lực xoay quanh hình dáng mơ hồ của tòa thần thai thứ tư. Nhưng ngay tại lúc này, động tác của hắn chợt hơi chút ngưng trệ lại. Sự chú ý của Triệu Phong hơi chút chuyển rời đi. Đây là, thân sắc của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, trong một đầu tóc dài đạm kim sắc đang theo gió cuồng vũ của chính mình, có một vài sợi tóc, màu sắc đã xuất hiện biến hóa. mươi 1253, thần linh nhãn dị biến. Mấy sợi tóc kia giống như là có sinh mệnh vậy, tùy ý vũ động vô cùng mỹ cảm trên không trung mấy sợi tóc thuần một màu ngân sắc mộng huyến bên trong thỉnh thoảng lại lưu động ra các loại màu sắc đỏ vàng lục lam đen mỗi một loại màu sắc biến hóa đều vô cùng vi diệu mà lại tự nhiên đương nhiên hiện tại triệu phong cũng không có tâm tư đi tỉ mỉ quan sát những thứ này hắn chỉ biết là chính mình đang ở trong thời khắc mấu chốt đắp nặn thần thai mà thần linh nhãn của hắn lại đột nhiên sắp sửa lột xác làm sao bây giờ trong lòng triệu phong có chút lo lắng căn cứ theo kinh nghiệm trước đây mỗi lần thần linh nhãn lột xác có khả năng sẽ khiến cho hắn triệt để lâm vào ngủ say. Hơn nữa thời gian ngủ say cũng không cố định, hiện tại, hắn đã đắp nặn ra ba tòa thần thai, nhưng nếu đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, thần linh nhãn tiến hành lột xác, khiến cho hắn lâm vào ngủ say, như vậy phải làm thế nào cho phải. Một khi đắp nặn thần thai thất bại, hắn sẽ bị phản phệ, đánh trở lại nguyên hình trước đây, hơn nữa phải cần một đoạn thời gian thật dài mới có thể khôi phục trở lại thế nhưng áp bách bên phía linh tộc lại cũng là lửa xém ngang mày hắn phải nhanh chóng trùng kích thần vị giải quyết tốt những uy hiếp này đắn đo trong chốc lát triệu phong quyết định tiếp tục trùng kích thần vị căn cứ theo kinh nghiệm trước đây màu sắc mái tóc cải biến chỉ là dấu hiệu thần linh nhãn sắp sửa lột xác mà thôi thời khắc lột xác cụ thể còn phải đợi một đoạn thời gian nữa phải tranh thủ trước khi thần linh nhãn lột xác thành công trùng kích thần vị trong mắt triệu phong lóe lên vẻ kiên định bên ngoài cung điện vòng xoáy ngũ sắc thật lớn kia cùng tốc độ thần thai hấp thu nguyên khí bỗng nhiên hơi chậm lại. Hiện tượng này khiến cho sắc mặt đám người phụ cận cả kinh. Lẽ nào đã kết thúc, chỉ có ba tòa thần thai thôi sao? Ha ha, xem ra hắn cũng không hơn gì cái này. Tuy rằng hắn có thể chiến thắng chân thần tứ dai, nhưng mà bản thân tiềm lực hữu hạn. Trong đám đệ tử hạch tâm đứng ở gần nhất, không ít người bắt đầu cười nhạo. Ngưng tụ ba tòa thần thai, tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm trong linh tộc cũng đều có thể làm được. Sẽ không đâu, tuyệt đối không chỉ như vậy. Xa xa, trong lòng Triệu Vũ Phi tin tưởng vững chắc, ba tòa thần thai không phải điểm cuối của Triệu Phong. Ngay vào lúc này, bên trên vòng xoáy ngũ sắc thật lớn kia đột nhiên lại phát họa ra thêm hư ảnh một tòa thần thai nữa. Bốn tòa thần thai rồi, đám người xung quanh triệt để oanh động, có thể đánh bại chân thần tứ dai, không có nghĩa là có thể ngưng tụ ra bốn tòa thần thai. Nhưng mà có thể làm được điểm này, lại đại biểu cho thiên phú cùng tiềm lực tuyệt hảo của kẻ đó. Trên vòng trời, Thần sắc mấy vị cổ thần cũng có biến hóa. Mặc dù kẻ này không có huyết mạch cao đẳng, nhưng mà tiềm lực thiên phú đều rất tốt. Bốn tòa thần thai vô cùng kiên cố, một khi thành hình, vô địch trong chân thần tứ giai, có thể đối kháng với chân thần ngũ giai. Ánh mắt mấy vị cổ thần độc ác, chỉ căn cứ vào dị tượng mơ hồ này, đã đưa ra phán đoán. Ngay vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đó là người của sinh mệnh thánh địa, đoàn người phụ cận đang quan tâm đến dị tượng triệu phong đột phá nhất thời bị ba gã đệ tử trẻ tuổi vừa mới tới kia hấp dẫn. Không nghĩ tới là hạ hầu huynh đại giá Quang Lâm A. Đám đệ tử hạch tâm linh tộc ở phụ cận lập tức tiến lên nghinh đón. Sinh mệnh thánh địa chính là thế lực chúa tể của tử linh vực, linh tộc ở trước mặt sinh mệnh thánh địa cũng không thể không cúi đầu. Trong ba người này, người dẫn đầu một thân áo bảo lục nhạt sạch sẽ ngắn gọn, thân thể thẳng tắp hùng tráng, cặp mắt bích lục sắc, lấp lánh một vầng quang trạch trong suốt. Đang xảy ra chuyện gì? Gã nam tử hùng tráng kia nhìn về phía tòa cung điện của Triệu Phong, ngữ khí hơi chút kinh nghi, hỏi. Người này là một cường giả chân thần lục giai trẻ tuổi của sinh mệnh thánh địa, bản thân có được sinh mệnh chi mâu, cũng là một trong những người theo đuổi Triệu Vũ Phi. Hạ Hầu Huynh, người cũng biết bên trong linh tộc có rất nhiều đệ tử đều đang đeo đuổi Triệu Vũ Phi, nhưng mà hết lần này tới lần khác, tiểu tử này thu được trái tim của Triệu Vũ Phi. Chính vì thế, chúng ta mới khởi xướng thư khiêu chiến với kẻ này. Mà tiểu tử này biết rõ thực lực không đủ, cho nên mới vội vã đột phá thần vị. Vẻ mặt Trương Vũ Đồng tươi cười đón chào, mặc dù hắn cũng là chân thần lục giai, có được huyết mạch linh tộc, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hạ Hầu Vũ. Mặt khác, thế lực sau lưng Hạ Hầu Vũ cũng cao một cấp bậc so với linh tộc. Hạ Hầu Huynh, người cũng muốn tới khiêu chiến hắn sao? Một gã đệ tử hạch tâm của linh tộc hỏi, không cần thiết, Hạ Hầu Vũ lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi triệu Vũ Phi đang đứng. Theo như hắn nghĩ, cho dù triệu phong có đột phá thần vị đi chăng nữa cũng không thể nào là đối thủ của đám người linh tộc này căn bản không cần hắn phải xuất thủ mặt khác dù sao triệu phong cũng là nam nhân mà triệu vũ phi nhìn chúng nếu như hắn chính diện sỉ nhục triệu phong nhất định sẽ khiến cho triệu vũ phi ghi hận còn không bằng cứ để cho đám người linh tộc xuất thủ đánh đổi triệu phong mà hắn thì trực tiếp thoải mái đi lấy lòng triệu vũ phi là được phải phải loại tiểu lâu la này như thế nào đáng giá hạ hầu huynh xuất mã trương vũ đồng vẫn như cú cười cười nịnh hót nói trên bầu trời ánh mắt các cổ thần linh tộc cũng quan sát trên người ba người của sinh mệnh thánh địa thể phách của bọn chúng đều rất mạnh hơn nữa lực tự lành cùng sức khôi phục cao siêu chỉ cần mang theo mấy cái thần khí phòng ngự linh hồn chính là vô địch trong cùng giai không hổ là thiên tài thánh địa đệ tử hạch tâm của linh tộc vừa so sánh với bọn hắn liền thấy rõ sự thua kém rồi vù vù vù, nguyên khí thiên địa phụ cận vẫn tiếp tục điên cuồng bị vòng xoáy nguyên khí ngũ sắc kia hấp thu đi, vận chuyển vào trong mộng cảnh thái cổ, chuyển vào cơ thể Triệu Phong. Đồng thời, thần tinh mạch hạ phẩm trong lòng đất nơi Triệu Phong đang ngồi cũng tuôn ra nguyên khí thiên địa cùng thần lực vô cùng vô tận, cung cấp cho Triệu Phong sử dụng. Mặt khác, những thiên địa chân bảo Triệu Phong chuẩn bị cho việc trùng kích thần vị, từ lâu cũng đã tiêu hao hết. Nửa tháng sau, tòa thần thai thứ tư rốt cuộc cũng ngừng tụ thành công. Tiếp theo là tòa thứ năm tâm thần Triệu Phong có chút phấn chấn, đồng dạng cũng có chút lo lắng. Lúc này, một đầu sợi tóc đạm kim sắc của hắn đã có hơn một nửa lột xác thành ngân sắc. Nhưng những sợi tóc ngân sắc này trong lúc tự nhiên vũ động, màu sắc chậm rãi biến hóa, thể hiện ra một loại cảm giác lưu động như mộng nguyễn vậy. Mà tả mâu của hắn cũng đã xuất hiện một cảm giác mệt mỏi nhẹ nhẹ. Bên trong không gian thần mâu, kim cầu thần bí kia cũng cấp tốc xoay tròn, màu sắc cũng đang phát sinh biến hóa khỏa kim cầu này từ từ chuyển biến thành ngân sắc, ngoài mặt lại nhộn nhạo một tầng quang thải ngũ quang thập sắc mộng huyễn mê ly. Giống như bên trong khỏa tiểu cầu này đang ẩn chứa một cỗ dịch thể mộng huyễn vậy. Thời điểm khi hư ảnh và thần thai thứ năm bắt đầu phát họa ra, ngoại giới liền triệt để oanh động. Tòa thần thai thứ năm, tiểu tử này thật điên cuồng a. À. Ha ha, một khi bắt đầu đắp nặn thần thai, phía sau vô lực, như vậy thì chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, hết thảy đều phế đi. Gạch nối không ít đệ tử xung quanh nhất thời cười nói, nhưng mà đồng thời trong lòng bọn chúng cũng có chút ghen tị. Ghen tị Triệu Phong có dũng khí đi đắp nặn tòa thần thai thứ năm. Ghen tị hắn có thể đắp nặn ra hình thức ban đầu của tòa thần thai thứ năm. Hừ, không biết lượng sức, hạ hầu vũ hừ lạnh một tiếng, có thể chứng đạo thần vị ngũ dai, chỉ có những thiên tài chuẩn thần đứng đầu nhất của các thánh địa mới có thể, ví dụ như quán long chuẩn thần của sinh mệnh thánh địa. Ha ha, sợ rằng tiểu tử này phải thất bại rồi mỗi một lần trùng kích thần vị thất bại đều sẽ đánh mất một chút tiềm lực nhất định hắn nhất định là bị phế đi rồi trương vũ đồng cười nói trùng kích thần vị thất bại triệu phong còn mặt mũi nào ở lại linh tộc nữa trên bầu trời mấy vị cổ thần đang quan sát phía dưới kia cũng liên tục thở dài vốn dĩ chỉ cần triệu phong chịu thỏa hiệp linh tộc sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn cho dù hắn coi trọng lạc vũ chuẩn thần cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ thì không thể nào cổ thần hắc bào kia lãnh đạm cười lớn Hice hy vọng hắn có thể thành công a à. trong lòng phù linh cổ thần khẽ than thở theo như hắn nghĩ triệu phong chính là đang tiến hành một hồi đánh bạc nếu như hắn có thể trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai linh tộc chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn và triệu vũ phi nữa thế nhưng một khi thất bại cũng chính là đại biểu triệu phong không xứng với triệu vũ phi ân có cổ thần tiếp cận ánh mắt cổ thần linh tộc lập tức cảnh giác nhìn về phía phương xa ùm ùm một đoàn tử vân cuồn cuộn lao đến Liên tiếp cùng một chỗ với tầng mây mà đám cổ thần linh tộc đang ẩn nấp. Các hạ là người phương nào, đến linh tộc ta có gì chỉ giáo? Thần sắc cổ thần hắc bảo uy nghiêm, hắn có thể nhìn ra đối phương là cổ thần của tử giả dạ tộc. Tử giả dạ tộc bài danh 29 trên thái cổ vạn tộc bảng, kém xa so với linh tộc. Ta là Dạ Long cổ thần của Tử Dạ Điện cổ lũng vực. Dạ Long cổ thần thản nhiên truyền âm, thật không dám giấu giếm, ta vì đuổi giết một người mới đi đến Tử Linh vực. Kẻ này gây ra tội lỗi ngập trời ở Cổ Lũng vực, lại càng bắt đi rất nhiều thiên tài của Tử Dạ điện ta." Cặp mắt Dạ Long cổ thần lộ ra một tia hận ý, ánh mắt nhìn xuống Triệu Phong đang đột phá bên dưới. "Hắn, đám cổ thần linh tộc nhất thời sững sờ. Tử Linh vực cách Cổ Lũng vực khá xa, bên phía Cổ Lũng vực xảy ra chuyện gì, bọn họ thật đúng là không rõ ràng cho lắm. Bất quá, Triệu Phong có thể khuấy cho Cổ Lũng vực thành ra như vậy, cũng là nhân vật không tầm thường. Nếu như linh tộc giao người này cho ta, tử dạ điện nhất định sẽ thâm tạ. Dạ long cổ thần nói thẳng ra thỉnh cầu cùng thù lao của mình. Đám cổ thần linh tộc nhất thời lâm vào trầm tư, tuy rằng tử dạ tộc không bằng được linh tộc, nhưng dù sao cũng là một đại thế lực ngũ tinh. Hơn nữa thù lao mà dạ long cổ thần đưa ra cũng tương đối hậu hĩnh, giá trị cao hơn một tên triệu phong gấp trăm gấp ngàn lần. Thế nhưng, nếu như bọn chúng cứ như vậy giao ra đệ tử linh tộc, chỉ sợ sẽ khiến cho những đệ tử khác thất vọng đau khổ, càng sẽ làm triệu vũ phi triệt để thất vọng đối với linh tộc. Ta biết rõ sự lo lắng của chư vị, bất quá, sau khi Triệu Phong đột phá, vẫn cần phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a. Hiện tại bên ngoài rất không yên ổn, phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng khó tránh khỏi. Dạ Long Cổ Thần lộ ra một tia tươi cười nham hiểm hung ác. Đám cổ thần linh tộc tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời này. Chỉ cần bọn họ gật đầu đồng ý, Dạ Long Cổ Thần sẽ âm thầm giết chết Triệu Phong, sẽ không để cho chuyện này nhấc lên chút quan hệ nào với bọn họ. Ánh mắt đám cổ thần linh tộc khẽ trầm xuống bắt đầu âm thầm trao đổi với nhau. Triệu Phong vốn là một cái phiền phức, hiện tại hắn đang mạo hiểm trùng kích chân thần ngũ dai, rất có thể sẽ thất bại. Còn không bằng dùng hắn làm cái giao dịch này với dạ long cổ thần, vừa có thể diệt trừ Triệu Phong, cũng có thể khiến cho Triệu Vũ Phi triệt để hết hy vọng. Ánh mắt cổ thần hắc bào lấp lánh lãnh mang, chuyện này có chút không ổn. Phù Linh cổ thần đưa ra kháng nghị, ta nghĩ Triệu Vũ Phi càng xứng với hạ hầu vũ của sinh mệnh thánh địa hơn A. À. Cái tên Triệu Phong này quá mức lỗ mãng rồi làm sao có thể tùy tiện trùng kích thần vị ngũ giai được. Mấy cổ thần còn lại, mặc dù không trực tiếp đưa ra ý kiến, nhưng mà ngôn ngữ uyển chuyển đã đồng ý đề nghị của cổ thần Hắc Bào. Nhưng mà ngay vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một trận thanh âm sôi trào. Tòa thần thai thứ năm, sắp đúc thành rồi. Không thể nào, Triệu Phong làm sao có năng lực đắp nặn ra năm tòa thần thai. Gạch nối, rất nhiều đệ tử đều khiếp sợ, liên tục nghi vấn. Tòa thần thai thứ năm sắp sửa đúc thành, làm sao có thể trương vũ đồng vô cùng khiếp sợ diện mục có chút điên cuồng chỉ thấy trên tòa cung điện kia hư ảnh và thần thai thứ năm đã sắp sửa thành hình trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai đây chính là chỉ có chuẩn thần thiên kiêu của thánh địa mới có thể làm được ngay cả rất nhiều cổ thần linh tộc trên không trung cũng có chút không dám tin tưởng trái lại sắc mặt dạ long cổ thần lại vô cùng âm trầm sát ý trong mắt giống như thực chất tiềm lực của triệu phong đã khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi một khi để cho hắn trưởng thành lên có khả năng tạo thành uy hiếp cự đại đối với tử dạ điện, nhất định phải giết chết. Trong mộng cảnh thái cổ, khóe miệng triệu phong khẽ nhếch lên. Tòa thần thai thứ năm sắp sửa thành hình, nhưng lực lượng còn thừa lại của ta đã không đủ để đắp nặn ra tòa thần thai thứ sáu. Triệu phong cảm thấy có chút đáng tiếc, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung bên trên thần thai, chậm rãi bổ sung cho đầy đủ tòa thần thai thứ năm. Nhưng ngay lúc này, bên trong không gian thần mâu của hắn, tốc độ vận chuyển của tiểu cầu thần bí kia đã đạt tới tốc độ kinh người trong đó dần dần tản ra một đoàn thải sắc ngũ quang thập sắc mộng huyến. Theo cỗ màu sắc mê ly mộng huyến kia từ trong quang cầu tràn ra, ý thức của Triệu Phong trong một trận đau nhức bắt đầu lâm vào hôn mê. Ngoại giới, lãnh địa linh tộc, bên trên tòa cung điện của Triệu Phong, đạo vòng xoáy ngũ sắc thật lớn kia, còn có hư ảnh tòa thần thai thứ năm vẫn còn chưa ngưng tụ ra xong toàn bộ kia, đột nhiên tản đi. Chương 1254, tiếp tục trùng kích. Thần vực man hoang, lãnh địa linh tộc, bên trên tòa cung điện của triệu phong đạo vòng xoáy ngũ sắc thật lớn kia còn có hư ảnh và thần thai thứ năm vẫn còn chưa ngưng tụ ra xong toàn bộ kia đột nhiên tản đi hiện tượng này khiến cho tâm thần tất cả mọi người đang tụ tập ở phụ cận đột nhiên chấn động hai mắt ngưng trọng đây là chuyện gì xảy ra dị tượng trùng kích thần vị đột nhiên biến mất rồi gạch nối đám đệ tử vừa mới còn đang khiếp sợ điên cuồng nhất thời liền ngây ngẩn cả người Triệu Phong rõ ràng sắp thành công đắp nặn ra tòa thần thai thứ năm, nhưng vì sao thiên địa dị tượng lại đột nhiên tiêu tán rồi. Bất quá rất nhanh, mọi người liền minh bạch, Triệu Phong tất nhiên là đã trùng kích thần vị thất bại. Ha ha, ta đã nói mà, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng thành công, trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, cái này chỉ có thiên kiêu mạnh nhất của các thánh địa mới có thể làm được. Thật là không biết lượng sức, thần sắc trương vũ đồng vừa rồi còn buộc chặt, lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm nếu như triệu phong trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai chẳng phải là cùng một cấp bậc với chuẩn thần thiên kiêu của các thánh địa rồi sao như vậy cao tầng của linh tộc cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản chuyện tình giữa hắn và triệu vũ phi nữa thế nhưng triệu phong đã thất bại trương vũ đồng nở nụ cười âm lãnh không đúng nếu như đắp nặn thần thai thất bại phải là từng tòa lại từng tòa thần thai liên tiếp tan vỡ nhưng cái này lại là hư ảnh năm tòa thần thai phi thường đột một biến mất một bên ánh mắt hạ hầu vũ khẽ trầm xuống tỉ mỉ quan sát tòa cung điện trước mắt. Không có khả năng, Phong ca sẽ không thất bại. Ở phương xa, thanh âm của Triệu Vũ Phi đã có chút thất thố. Triệu huynh đệ, người rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng Phan Hảo cũng vạn phần lo lắng. Trên không trung, rất nhiều cường giả cổ thần cũng ngây ngẩn cả người. Thiên địa dị tượng biến mất, lẽ nào đã thất bại? Một gã cổ thần linh tộc nhíu mày, từ dị tượng lúc trước, hắn có thể thấy được, Triệu Phong có khả năng rất lớn thành công đắp nặn ra tòa thần thai thứ năm. Nhưng vì cái gì dị tưởng trùng kích thần vị đột nhiên lại biến mất như vậy? Tình huống có chút không đúng, trong thiên địa tựa hồ vẫn tồn tại cỗ khí tức thần thai giao hòa cùng thiên địa kia. Trong lòng Phù Linh cổ thần thầm nói, nhưng cũng không quá xác định, bởi vì cỗ khí tức kia thật sự quá nhỏ yếu đi. Trong mộng cảnh Thái Cổ, ý thức của Triệu Phong trong một trận đau nhức, bắt đầu lâm vào hôn mê. Nhưng cố cảm giác đau đớn này chỉ tồn tại trong nháy mắt, ý thức của hắn cũng không thật sự lâm vào ngủ say, rất nhanh đã thức tỉnh trở lại đây là trong nháy mắt ý thức triệu phong khôi phục trở lại trong lòng hắn liền hiện lên vẻ kinh sợ hắn phát hiện linh hồn ý thức của chính mình đã không còn ở trong bản thể nữa mà đã sáp nhập vào không gian của mộng cảnh thái cổ tất cả mọi sự vật trong phương viên trăm vạn dặm đều nằm trong sự khống chế của hắn đồng thời phạm vi trưởng khống này lại còn đang không ngừng mở rộng không tốt bản thể của ta thần thai ý thức của triệu phong lập tức nhìn kỹ về phía một mảnh xâm lâm hắc sắc hiện tại linh hồn ý thức của hắn đã sáp nhập vào trong mộng cảnh thái cổ, mà thân thể của hắn liền trở thành vật vô chủ. Không có ý niệm chỉ đạo, tất cả lực lượng trong cơ thể không hề chịu bất luận cái gì khống chế, việc đắp nặn thần thai cũng sẽ bỏ dở giữa chừng, cuối cùng thất bại trong gang tắc. Thế nhưng, khi ý niệm triệu phong ngưng tụ đến mảnh xâm lâm hắc sắc kia, ý niệm của hắn nhất thời bị mái tóc trên người mình hấp dẫn. Những sợi tóc trên đầu thuần một mảnh ngân sắc sáng giỏi, lại phảng phất như lưu động bên trong hư không vậy, hiện lên quang trạch mộng huyễn đủ mọi màu sắc. Sau đó, ý thức của Triệu Phong lại tụ tập đến vị trí tả mâu của hắn. Trạng thái của tả mâu giống như đúc một đầu mái tóc ngân sắc mộng huyễn kia của hắn. Vù vù, bỗng nhiên, trong tả mâu ngân sắc mộng huyễn kia trượt tràn ngập ra một cỗ quang vụ ngũ quang thập sắc mộng huyễn bao phủ thân thể của hắn vào bên trong. Ngay tại lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một đạo vòng xoáy nguyên khí khổng lồ một lần nữa xuất hiện. Trên vòng xoáy nguyên khí kia phiêu phù năm tòa thần thai bạch tinh, trên đó lưu động một tầng quang hoa ngũ sắc rực rỡ mà tòa thần thai phía trên cùng kia vẫn còn kém một tia nữa mới xem như đắp nặn hoàn chỉnh không ngờ thần thai cũng không có tan vỡ tâm thần triệu phong chấn động có chút kích động nhưng càng nhiều hơn lại là nghi hoặc nhưng ngay vào lúc này một màn khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ xuất hiện chỉ thấy tòa thần thai thứ năm trên hư không kia không ngờ lại đang tự động bổ sung vào dần dần trở nên hoàn chỉnh điều này sao có thể Linh hồn ý thức của ta đã sáp nhập vào mộng cảnh thái cổ, không có ý niệm trưởng khống, vì sao thần thai kia còn có thể tiếp tục đáp nặn được nữa. Vẫn còn trong rung động, ý niệm triệu phong chậm rãi thâm nhập vào trong cỗ thân thể xếp bằng ngồi trên mặt đất kia. Đây là, thần sắc triệu phong chấn động, chỉ thấy ngay trên vùng đan điền trong thân thể hắn, bên trên năm tòa thần thai kia đang nhấp nhô một đoàn quang vụ mê ly mộng huyễn. Lúc này, đoàn quang vụ kia đang phiêu phù bên trên tòa thần thai thứ năm, mà những năng lượng khác bên trong thân thể hắn đang bị đoàn quang vụ mộng huyễn này rút ra, chậm rãi dung nhập vào trong tòa thần thai thứ năm. Lực lượng của thần mâu đang giúp ta đắp nặn thần thai. Một hồi lâu sau, Triệu Phong mới đưa ra kết luận này. Cùng lúc đó, hắn vẫn còn cảm giác được, bản thân mình cùng toàn bộ phiến thiên địa của mộng cảnh thái cổ càng thêm phù hợp, vẫn đang dung hợp cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này, thật giống như là phiến thiên địa này vốn dĩ chính là thân thể của hắn vậy. Xem ra, thần mâu của ta đang từ từ thức tỉnh, quyền trưởng khống của ta đối với mộng cảnh thái cổ cũng đang không ngừng tăng lên. Triệu Phong vô cùng kinh hỉ, lúc này, hắn chính là chúa tể của phiến thiên địa này. Triệu Phong không nói hai lời, đem nguyên khí thiên địa trong phương viên trăm vạn giảm tụ tập lại xung quanh thân thể. Đồng thời, hắn còn đem một đầu thần tinh mạch hạ phẩm khác cách nơi này mấy mươi vạn dặm di động đến dưới lòng đất phiến xâm lâm hắc sắc kia. Không biết, lần này thần mâu dị biến sẽ mang đến cho ta năng lực mới gì. Thời điểm này, Triệu Phong rốt cuộc có thể buông xuống thần thai, nghĩ đến vấn đề này. Lần này thần mâu dị biến rất kỳ quái, hắn cũng không lâm vào ngủ say, mà là ý chí linh hồn lại còn dung nhập vào mộng cảnh thái cổ. Cho nên, hắn không để ý đến tình huống đang phát sinh trong không gian thần mâu. Hô hưu hưu, trong không gian thần mâu, khỏa kim cầu thần bí kia đang không ngừng xoay tròn, từ trong đó tản ra từng mảnh từng mảnh quang vụ mê ly mộng huyễn. Mà bản thân khỏa kim cầu này đã lột xác làm một khỏa ngân cầu mộng huyễn. Bỗng nhiên, trên khoảng ngân cầu mộng huyến kia chợt xuất hiện một quang điểm rực rỡ. Sau đó, điểm sáng kia chợt chậm rãi kéo dài ra, biến thành một đoạn thẳng ngắn nhỏ, tựa hồ như muốn xoay quanh một bộ đồ án gì đó. Điểm liên tiếp giữa mộng cảnh thái cổ cùng thần vực man hoang chính là tà mâu của Triệu Phong. Mà hiện tại, tà mâu của hắn đang trong quá trình lột xác, cỗ lực lượng bản nguyên thần mâu kia đã ngăn cách hết thảy thiên địa tinh hoa hấp thụ đến từ thần vực man hoang. Bởi vậy, trong thần vực man hoang cũng không tiếp tục xuất hiện dị tượng trùng kích thiên giai thần vị nữa. Ha ha, không ngờ hắn lại đi trùng kích tòa thần thai thứ năm. Thật là không biết sống chết, hiện tại đã thất bại, hắn cũng không dám hiện thân nữa. Gạch nối, đoàn người mới vừa rồi bị triệu phong dỏa cho không nhẹ, lúc này lập tức bắt đầu châm chọc. Ân, cỗ khí tức này, ánh mắt trương vũ đồng chợt lóe lên, ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên phát hiện ra một chút thiên địa dị động. Một cỗ khí tức kỳ dị đột nhiên dâng lên, làm sao có thể đây là cố khí thức thần vị mà chỉ khi trùng kích thần vị giao hòa cùng thiên địa đạt được thần vực man hoang công nhận trong lòng trương vũ đồng đột nhiên run lên không phải đã thất bại rồi sao vì sao cố khí thức này vẫn còn tồn tại cùng lúc đó một vài đệ tử hạch tâm khác hoặc là đám người có thần thức cường đại quan sát nhạy cảm cũng dần dần phát hiện ra điểm này sắc mặt tất cả mọi người khẽ trầm xuống không ai mở miệng nói gì trên bầu trời sắc mặt mấy vị cổ thần cũng khẽ biến lộ ra vẻ nghi hoặc. Hình như hắn vẫn chưa có thất bại, phù linh cổ thần bình thản lên tiếng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một gã cổ thần linh tộc nghi hoặc hỏi, bên cạnh đó, ánh mắt dạ long cổ thần liên tục lấp lánh tử quang. Tiểu tử này rõ ràng có thể trùng kích đến thần vị ngũ dai, thế nhưng cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, khiến cho thiên địa dị tượng biến mất. Nhưng cố khí thức thần vị được thiên địa công nhận này, lại không có biến mất. Dạ long cổ thần khẽ suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng các vị, ta cáo từ trước, siêu, trong nháy mắt dạ long cổ thần biến mất không thấy đâu nữa. Nếu như triệu phong trùng kích thần vị thất bại, dạ long cổ thần xuất thủ giết chết hắn, linh tộc cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, triệu phong trùng kích thần vị, tựa hồ còn chưa kết thúc. Như vậy, triệu phong rất có thể sẽ chứng đạo thần vị ngũ dai. Đến lúc đó, hắn muốn giết triệu phong, linh tộc nhất định sẽ ngăn cản. Bởi vậy, dạ long cổ thần quyết định tạm thời rời đi, âm thầm quan sát bất luận triệu phong thành công hay là thất bại hắn nhất định cũng sẽ giết chết triệu phong dạ long cổ thần rời đi đám cổ thần linh tộc cũng không thèm để ý tới hiện tại bọn họ đang cẩn thận quan sát tòa cung điện kia của triệu phong hy vọng còn có thể nhìn ra một ít gì đó trương huynh tiểu tử kia đã trùng kích thần vị thất bại chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì nữa vẻ mặt kim uy tươi cười nghi hoặc hỏi a à, ta biết rồi nhất định là trương huynh đang đợi tiểu tử kia đi ra sau đó hung hăng nhục nhã hắn một phen. Khóe miệng Kim Huy lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, câm miệng, Trương Vũ Đồng quát lạnh một tiếng, hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm về phía tòa cung điện kia. Ngươi, sắc mặt Kim Huy đại biến, muốn tức giận, nhưng lại nhịn được. Bối cảnh phía sau hắn cường đại hơn so với Trương Vũ Đồng, nhưng mà thiên phú cùng thực lực của hắn vẫn còn xa không bằng Trương Vũ Đồng. Mặt khác, Kim Huy cũng phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Triệu Phong rõ ràng đã trùng kích thần vị thất bại, nhưng vì cái gì đám người bốn phía cũng không có rời khỏi, trái lại bộ dáng còn như là suy nghĩ sâu xa ngưng trọng như vậy. Hô, ngay vào lúc này, từ trong tòa cung điện của Triệu Phong chợt tản mát ra một cỗ khí tức thần vị thiên địa càng thêm nồng nặc. Ánh mắt Trương Vũ Đồng ngưng động, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Hiện tại, hắn vững tin, Triệu Phong vẫn còn đang trùng kích thần vị. Theo cỗ khí tức thần thai giao hòa cùng thiên địa này càng thêm rõ ràng hơn, xung quanh lại có thêm một vài người phát hiện ra điểm này. Mộng cảnh Thái Cổ Ha ha, tòa thần thai thứ sáu, toàn bộ phiến thiên địa chợt vang lên một đạo thanh âm cười to. Giống như là trời xanh đang cười to vui vẻ vậy, loại dị tưởng kỳ quái này khiến cho các chủng tộc thái cổ phụ cận kinh hãi khiếp đảm một trận. Vù vù, trong sâm lâm hắc sắc, vòng xoáy nguyên khí ngũ sắc kia điên cuồng vận chuyển. Trên đó thình lình xuất hiện khung ảnh tòa thần thai thứ sáu Cho dù là ta Cũng không nắm chắc có thể đắp nặn ra sáu tòa thần thai Nhưng mà hiện tại thần mâu dị biến Ý chí linh hồn của ta sáp nhập vào không gian mộng cảnh thái cổ, thần mâu lại giúp ta thành công ngưng tụ ra tòa thần thai thứ sáu. Hết thầy chuyện này, thật là không thể tưởng tượng a. À. Thần linh nhãn lại một lần nữa mang đến cho hắn sự trợ giúp cực lớn, đem tòa thần thai thứ sáu mà ngay cả triệu phong cũng không nắm chắc có thể đắp nặn, lại đắp nặn ra. Chỉ riêng tòa thần thai thứ sáu này, cũng đã là sự vui mừng thật lớn. Không biết lần này tà mâu dị biến, sẽ khiến cho thần linh nhãn của ta phát sinh biến hóa gì nữa trong lòng triệu phong có chút mong đợi thế nhưng bỗng nhiên lúc này não hải triệu phong lại một lần nữa ầm ầm chấn động ý thức ngốc trệ cái này đây là lần này thanh âm triệu phong cũng đã có chút run rẩy chỉ thấy trên bầu trời xâm lâm hắc sắc kia bên trên tòa thần thai thứ sáu hư ảnh hình dáng bên ngoài tòa thần thai thứ bảy đang chậm rãi thành hình hình dáng tòa thần thai thứ bảy kia giống như hư ảnh mộng huyễn vậy liên tục lấp lánh tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ chương 1255, một bước cổ thần. Tòa thần thai thứ bảy, đây chính là biểu tượng của cổ thần. Giờ phút này, bầu trời phụ cận liên tục xoay chuyển cuồn cuộn, mặt đất ầm ầm rung động, tựa hồ phản ánh nỗi lòng kích động cùng phập phồng của Triệu Phong vậy. Có thể thành công không? Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, trong lòng ngoại trừ chờ mong, càng nhiều hơn là thấp thỏm cùng lo lắng. Với nội tình của hắn, có thể chứng đạo thần vị lục giai đã là cực hạn. Tòa thần thai thứ bảy kia có thể đúc thành công không? Đương nhiên, lúc này cho dù hắn muốn can thiệp cũng can thiệp không được nữa. Thần mâu lột xác, vẫn còn chưa kết thúc. Triệu Phong nhẹ giọng thầm nói, lúc này ý chí linh hồn của hắn đã dung nhập vào trong phiến thiên địa này, có thể trưởng khống tất cả mọi vật trong phương viên hơn một ngàn vạn dặm, đồng thời phạm vi này vẫn còn đang khuếch đại. Thời điểm bên trong mộng cảnh thái cổ, tòa thần thai thứ bảy bắt đầu cấu tạo, thì tại ngoại giới, trong lãnh địa của linh tộc, xung quanh tòa cung điện của Triệu Phong, cổ khí thức thần vị giao hòa cùng thiên địa kia đã rõ ràng đến mức tất cả mọi người đều có thể cảm nhận. Hắn vẫn còn đang trùng kích thần vị, vẫn chưa kết thúc sao. Trong lòng mọi người nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vì sao không có thiên địa gì tưởng, ánh mắt trương vũ đồng vô cùng âm trầm, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không ổn. Ta sớm biết, phong ca sẽ không thất bại, xa xa, triệu vũ phi mừng đến mức chảy nước mắt. Trên bầu trời, nội tâm mấy vị cổ thần linh tộc cũng có chút khiếp sợ tiểu tử này vẫn còn đang trùng kích thần vị nhưng sao lại không có thiên địa gì tưởng không gian hắn đang ở còn có loại năng lực này sao cổ thần hắc bào kia nghi ngờ nói đối với không gian thần bí kia của triệu phong ngay cả hắn cũng sinh ra một tia hứng thú thật muốn nhìn xem một chút phiến không gian mà tiểu tử kia đang ở đến cùng là có hình dáng ra sao một gã cổ thần linh tộc khác trong lòng hết sức tò mò nói ngươi cũng đừng khiến cho ta thất vọng a à. sắc mặt phù linh cổ thần hơi hòa hoãn trở lại hiện ra vẻ mỉm cười hắn vẫn luôn ủng hộ triệu vũ phi cùng triệu phong ở cùng một chỗ dù sao những người khác mặc dù có thể mang đến cho linh tộc rất nhiều lợi ích nhưng mà không thể nào mang đến cho triệu vũ phi đầy đủ hạnh phúc mấy ngày sau mộng cảnh thái cổ dưới lực lượng thần bí của quang vụ mộng huyễn hư ảnh và thần thai thứ bảy cực kỳ gian nan ổn định lại kết cấu của thần thai miễn cưỡng xem như xây dựng thành công Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có vài phần may mắn. Vù, đột nhiên, một bộ phận quang vụ mộng huyễn trên tòa thần thai thứ bảy chợt tiến nhập vào trong tòa thần thai thứ bảy. Sau khi đám quang vụ mộng huyễn kia tiến vào trong đó, trải qua một trận vặn vẹo chuyển hóa, biến hóa thành năng lượng bổ sung thêm vào trong tòa thần thai thứ bảy, tình huống giống như đúc năm tòa thần thai phía dưới. Đúng rồi, lực lượng thần mâu cũng là một trong những tiềm lực của ta. Tinh thần Triệu Phong chấn động, khiến cho hắn ngạc nhiên chính là thần thai dùng lực lượng thần mâu đắp nặn ra, bản chất cùng với năm tòa thần thai phía dưới cũng không chênh lệch bao nhiêu, ẩn chứa thần lực ngũ hành lôi kiếp, còn có lực lượng huyết mạch, lực lượng sinh mệnh thể phách vân vân. Theo thời gian trôi qua, tòa thần thai thứ bảy kia dần dần bắt đầu hoàn chỉnh, lóe ra thần huy chói mắt. Bảy tòa thần thai, cường giả cổ thần, trong lòng Triệu Phong phấn chấn, không cách nào hình dung tâm tình của hắn thời khắc này. Một bước chứng đạo thần vị lục giai, đã là chuyện tình trong truyền thuyết, không thể nào chứng thực mà trực tiếp chứng đạo cổ thần càng là mới nghe lần đầu vù vù vòng xoáy nguyên khí ngũ sắc xung quanh sâm lâm hắc sắc kia liên tục mở rộng ra đồng thời điên cuồng xoay tròn đồng thời phạm vi linh hồn ý chí của triệu phong có thể lan tràn đến cũng càng ngày càng rộng hơn linh hồn của triệu phong xuất hiện một loại cảm ứng kỳ diệu mộng cảnh thái cổ chính là thân thể của hắn mà ở chỗ nào đó trái tim của hắn đang kịch liệt chấn động hư ảnh bảy tòa thần thai kia phiêu phù giữa không trung toàn thân phát ra quang mang tinh bạch sáng lạn, trên đó lưu động quang huy kỳ dị thải sắc, trở thành tồn tại bắt mắt nhất trong toàn bộ thiên địa. Toàn bộ ý thức của Triệu Phong tụ tập đến trên tòa thần thai thứ bảy. Tòa thần thai thứ bảy đã thành, nhưng so sánh với sáu tòa trước có chút không ổn định cho lắm. Thần thai càng về sau, độ khó khi đắp nặn lại càng lớn, cho dù là thần linh nhãn, có thể miễn cưỡng đắp nặn ra tòa thần thai thứ bảy, đã phi thường xuất sắc rồi. Kế tiếp, liền phải dựa vào bản thân Triệu Phong sau khi khiến cho tòa thần thai này triệt để vững chắc mới tiếp tục đi trùng kích tầng cấp cao hơn vù vù vòng xoáy nguyên khí cùng hư ảnh thần thai kia dần dần tản đi ánh mắt triệu phong nhìn xuống trên thân thể của chính mình mái tóc cùng tả đồng của hắn đều thuần một màu ngân sắc mộng nguyễn sáng lạn tả mâu dị biến cũng sắp sửa kết thúc rồi trong lòng triệu phong thoáng có cảm ứng tả mâu vô cùng sáng lạn câu nhân tâm phách kia chậm rãi vận chuyển Tầng quang vụ mộng huyễn xung quanh thân thể hắn chậm rãi rút vào bên trong tả mâu. Thời khắc nào đó, toàn bộ tầng quang vụ mộng huyễn kia đã dung nhập vào trong tả mâu, mà tả đồng ngân sắc mộng huyễn kia cũng đình chỉ vận chuyển. Phốc, linh hồn ý chí của Triệu Phong trực tiếp quay trở lại bên trong thân thể. Vô số tin tức, trong nháy mắt tuôn trào vào trong linh hồn của hắn. Bảy tòa thần thai, song quyền Triệu Phong nắm chặt, cảm giác thân thể chính mình tựa hồ đã hóa thành cự nhân thái cổ, lực lượng trong cơ thể lại càng dâng trào vô tận, khí thôn tinh hà. Đây chính là lực lượng của bảy tòa thần thai, kềm chế kích động trong lòng, ý thức triệu phong, chìm vào trong không gian tả mâu. Khỏa kim cầu thần bí kia đã hoàn toàn lột xác thành một khỏa tiểu cầu ngân sắc mộng huyễn. Trên tiểu cầu có vài đạo quang tuyến rực rỡ, đang không ngừng xoay quanh một nhãn đồng đơn giản. Thần linh nhãn ngân sắc mộng huyễn này có chỗ gì đặc biệt đây? Triệu phong thoáng suy tư, mà một đầu mái tóc ngân sắc mộng huyễn kia của hắn cũng tự động vũ động, phiếm động một loạt những màu sắc khác nhau. Thời điểm hắn chuẩn bị thăm dò sự biến hóa của thần linh nhãn, trong lòng Triệu Phong chợt sinh ra một loại cảm ứng. Ân, chân thần lôi kiếp, sắc mặt Triệu Phong biến đổi, bởi vì trực tiếp đắp nặn ra bảy tòa thần thai, hơn nữa thần linh nhãn dị biến kỳ diệu, khiến cho hắn trong lúc nhất thời quên mất một cửa lôi kiếp kinh khủng nhất kia. Bất quá, hiện tại hẳn phải gọi là cổ thần lôi kiếp A. Triệu Phong cười hắc hắc, hắn điều động một tia thần lực từ trong thần thai vận chuyển ra chỉ riêng một chút thần lực trong đó cũng đã cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với thần lực ngũ hành lôi kiếp trước đây của hắn. sau khi dung hợp rất nhiều lực lượng áo nghĩa, uy năng của cổ thần lực này một lần nữa tăng lên gấp bội. để cho ta kiến thức một chút cổ thần lôi kiếp a. triệu phong ngửa mặt lên trời hét lớn, um um. không bao lâu sau, thiên địa biến thành một mảnh hôn ám, mây đen ba động, lôi điện cuồn cuộn khí tức áp lực kinh khủng kia khiến cho tất cả sinh linh trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh đều kinh hãi không thôi, điên cuồng bỏ chạy khỏi khu vực này. Dầm dầm dầm, lôi điện trong mây đen càng ngày càng nồng đậm hơn, giống như từng đầu từng đầu lôi long thái cổ phóng chạy rít gào, uy chấn thiên địa. Lực lượng lôi kiếp thật mạnh, tâm thần triệu phong thoáng dùng mình, nếu như chỉ là chân thần lôi kiếp bình thường, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, cái gì cũng không làm, liền có thể thành công vượt qua. Nhưng mà lôi kiếp hiện tại lại vô cùng kinh thế hãi tục, cho dù hắn đã là truyền cổ thần, cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Chỉ cần vượt qua thần kiếp này, hắn sẽ chân chính là cổ thần danh xứng với thực. Um um, đột nhiên, một đầu lôi long khổng lồ từ trong tầng mây cuồn cuộn lao ra, ầm ầm giáng xuống. Từ trong đầu lôi long kia lan tràn ra vô số đạo lôi điện thật nhỏ, phảng phất như là phun ra một đám vũ khí lôi điện khổng lồ vậy. Lôi kiếp thánh thể, trên thân thể Triệu Phong lưu chuyển từng tầng từng tầng quang hoa lôi đình ngũ sắc, giống như một quả lôi cầu ngũ sắc vậy vừa rực rỡ trói mắt lại vừa tràn ngập cảm giác lực lượng oanh phanh một đạo quang mang lôi đình khổng lồ trực tiếp đánh thẳng về phía triệu phong chỉ riêng đạo lôi kiếp này phỏng chừng đã có thể đánh trọng thương chân thần lục giai miếu sát chân thần ngũ giai cũng may triệu phong có lôi kiếp thánh thể cùng lôi hồn thể đối mặt đạo lôi kiếp này hắn có lòng tin tuyệt đối mặt khác triệu phong lựa chọn phiến xâm lâm này cũng chính là muốn dùng mộc khắc lôi nhưng mà lúc này cây cối trên mặt đất chung quanh hắn đã ầm ầm nghiền nát hóa thành từng đám từng đám cho bụi thân thể triệu phong phiêu lập giữa không trung lù lù bất động giống như một tòa lôi sơn thời khắc này thể phách của triệu phong thậm chí còn đang hấp thu cỗ lực lượng lôi kiếp này mà linh hồn của hắn cũng đồng dạng đang hấp thu lực lượng lôi kiếp hiệu quả rèn luyện thật mạnh mẽ triệu phong phát hiện sau khi thừa nhận đạo lôi kích này thể phách cùng linh hồn của hắn cũng đạt được hiệu quả ngưng luyện nhất định hiệu quả rèn luyện này tốt gấp mấy chục lần so với chính hắn dùng lôi kiếp trong lôi thần tinh rèn luyện thân thể bởi vì nguyên nhân một bước trùng kích thẳng lên cảnh giới cổ thần khiến cho cảnh giới triệu phong cực kỳ bất ổn các phương diện cũng đều chưa thể đạt tới tiêu chuẩn cổ thần nhưng mà đạo lôi kiếp này lại có thể giúp hắn củng cố rèn luyện mỗi cái phương diện còn thiếu sót kia một phương diện khác năng lượng của đầu thần tinh mạch hạ phẩm sâu bên trong lòng đất vốn đã khô kiệt nhưng mà lúc này lấy thân thể triệu phong làm môi giới lực lượng lôi kiếp kia cũng đang không ngừng quán nhập vào trong thần tinh mạch hạ phẩm kia trước khi trùng kích thần vị triệu phong liền tính toán xong tất cả ngay cả lực lượng lôi kiếp kia cũng phải hảo hảo sử dụng tồn chữ lại cho sau này ùm um ùm um, thiên địa rung động vạn lôi cuồng loạn đạo lôi kiếp thứ hai trong nháy mắt đánh xuống uy năng của nó so với đạo thứ nhất càng khủng bố hơn rất nhiều tất cả mọi vật bốn phía xung quanh triệu phong hầu như đều hóa thành cho tàn sau đó đạo thứ ba đạo thứ tư Uy năng của Lôi Kiếp cũng từ từ tăng lên, thân thể Triệu Phong sớm đã nghiền nát không chịu nổi, toàn thân cháy đen. Cũng may hắn có thể chất bất diệt, sức hồi phục cũng rất mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng ngăn cản thân thể tổn hại. Bá, lúc này, Triệu Phong chợt phủ Trường Bào Thời không lên bên ngoài thân thể. Trường Bào Thời không chính là thần khí cực phẩm, căn bản sẽ không bị Lôi Kiếp phá hủy. Mà hiệu quả phòng ngự của nó hoàn toàn có thể hạ thấp lực bộc phát trong nháy mắt của Lôi Kiếp. Phủ thêm Trường Bào Thời không, Toàn lực vận chuyển thần lực, Triệu Phong một lần lại một lần va chạm thẳng với những đầu lôi long thái cổ khủng bố kia. Nửa ngày sau, thanh âm ầm ầm dần dần yếu xuống, mây đen trên không trung tiêu tán, bầu trời khôi phục lại sự sáng sủa vốn có. Trên mặt đất, bên trong một cái hố to lớn khôn cùng, cháy đen bốc khói nghi ngút, có một cỗ thân thể cháy đen toàn thân nứt nẻ, vẫn còn đang bốc lên trận trận khói đen đang nằm dài trong đó. Hơn 10 ngày sau, thương thế trên người Triệu Phong từ từ khỏi hẳn. Trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cùng với thân thể chữa trị xây dựng lại, tu vi cảnh giới của hắn cũng càng thêm vững chắc hơn rất nhiều. Cổ thần thất giai, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, trong lòng kích động cuồng hỉ. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Tục ngữ nói, cây cao sẽ đón gió lớn, trực tiếp chứng đạo chân thần ngũ giai đã có thể danh dương tử linh vực, chân thần lục giai chính là một kỳ tích, mà cổ thần thất giai, như vậy quá mức kinh thế hãi tục rồi. Một khi nói ra, nói không chừng thứ nghênh đón hắn lại chính là một chàng tai kiếp. Nghĩ tới đây, khí tức trên người Triệu Phong chậm rãi yếu xuống, trở nên thập phần bình thường. Đồng thời, Triệu Phong lấy ra mấy khối phong thần thạch, vận chuyển một tia phong ấn áo nghĩa, phát huy bộ phận lực lượng của phong thần thạch, sau đó chân áp lên trên thần thai ngay bên trong đan điền. Dần dần, khí tức của Triệu Phong ẩn nấp càng thêm hoàn mỹ. Địa bàn linh tộc, đám người xung quanh cung điện của Triệu Phong cũng không ai tản đi, trái lại càng tụ tập lại nhiều hơn. Hắn vẫn chưa đi ra, tiểu tử kia rốt cuộc là tình huống gì? trong lòng đám đệ tử đang vây xem phụ cận đều hết sức tò mò. Bởi vì lần này tình huống triệu phong trùng kích thần vị thật sự là quá khác thường. Cỗ khí thức thần vị giao hòa cùng thiên địa kia đã sớm tiêu tán, thế nhưng tiểu tử kia như thế nào còn chưa đi ra. Sắc mặt trương vũ đồng âm tình bất định, trên bầu trời, mấy vị cổ thần linh tộc cũng có chút không nhịn được. Hay là, chúng ta xuất thủ bức tiểu tử kia đi ra. Cổ thần hắc bào đề nghị, bản thân hắn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với không gian cao đẳng kia của triệu phong. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới nói xong câu đó, hắn chợt cảm thụ được trong tòa cung điện bên dưới kia chợt xuất hiện một cỗ không gian ba động nhàn nhạt, nhạt. Kéo kẹt, đại môn của cung điện kia chợt mở ra. Thật là náo nhiệt a. À. Triệu Phong liếc nhìn một chút trồng thư Khiêu Chiến đằng trước, lại đảo mắt quét một vòng vô số người vây xem ở phụ cận, mỉm cười, nói: Chương 1256, trận chiến đầu tiên. Hắn là, đám người vây xem vừa mới nhìn thấy Triệu Phong xuất hiện, thiếu chút nữa đã không nhận ra hắn một đầu mái tóc cùng nhãn màu ngân sắc mộng huyến kia thật sự quá mức sáng lạn rung động lòng người, khiến cho toàn bộ khí chất của Triệu Phong đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không ít nữ đệ tử trong nháy mắt nhìn thấy Triệu Phong, trái tim cũng chợt run lên một cái, thiếu chút nữa đã bị hắn trực tiếp bắt làm tù binh. Mái tóc đẹp quá, vô số đạo thanh âm si mê của các nữ đệ tử nhàn nhạt vang lên. Ánh mắt cùng mái tóc của Phong ca, ở phương xa, trên dung nhan ngạc nhiên của Triệu Vũ Phi, trong cặp mắt đẹp hiện lên một tia sóng biết nhu tình. Nàng biết rõ, mỗi khi thần mâu của Triệu Phong lột xác, màu sắc mái tóc của hắn cũng sẽ tương ứng cải biến theo. Mà lần này, nàng cảm giác thần mâu của Triệu Phong nhất định là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Triệu Phong đứng thẳng ở nơi đó, bộ dáng thoải mái vui vẻ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tản ra sự thản nhiên cùng tự tin vô cùng, khiến cho nội tâm vội vàng sao động không rõ trước đây của nàng lúc này chợt an tĩnh lại. Phú Phi, hắn đã xảy ra chuyện gì? khổng điệp đụng nhẹ cánh tay ngọc của triệu vũ phi một cái kinh ngạc hỏi trước đây nàng còn cho rằng triệu phong có chút không xứng với triệu vũ phi nhưng mà lúc này trong lòng nàng lại có xung động muốn tranh đoạt đạo lữ với vũ phi tiểu tử này sau khi đột phá chân thần lại còn có thời gian nhàn hạ thoải mái đi nhuộm mái tóc đại đa số thanh niên nam tính xung quanh nhìn về phía triệu phong trong lòng có chút ghen tị nhàn nhạt trên không trung đám cổ thần linh tộc giống như thế ngoại cao nhân kia ánh mắt cũng khẽ lóe lên tỉ mỉ quan sát chằm chằm Triệu Phong. Mái tóc của hắn rất đặc thù, mỗi một sợi tóc đều phảng phất như cụ bị sinh mệnh vậy. Còn có thể căn cứ vào cảnh vật xung quanh mà phản xạ quang trạch. Thời điểm hắn trùng kích thần vị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám cổ thần linh tộc cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Chậm đã, khí tức trên người hắn, phù linh cổ thần trải qua tỉ mỉ cảm nhận, thần sắc kinh biến, không thể tin nổi. Triệu Phong đi ra khỏi tòa cung điện, bàn tay khẽ vung lên mấy phong thư khiêu chiến trên cùng chợt bay tới trước mặt hắn, nội dung bên trong đã nhìn một chút không sót gì. Không nghĩ tới, lại có nhiều đệ tử cùng tộc muốn tìm ta luận bàn như vậy. Triệu phong sảng khoái cười lớn, nhưng nụ cười này, vang vào trong tai đám đệ tử hạch tâm kia, lại giống như là đang khinh thị, khinh thường bọn chúng vậy. Tiểu tử, cho dù người trùng kích thần vị thành công, cũng không có tư cách ngông cuồng như vậy. Đúng lúc này, một gã thanh niên ngân phát tuấn lãng đột nhiên quát lớn. Đồng dạng là một đầu ngân phát, nhưng ngân phát của hắn căn bản không thể nào đánh đồng với mái tóc của Triệu Phong. Ta có tư cách hay không, còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng. Triệu Phong bình thản nói, một cỗ khí thế vô hình đột nhiên tản ra. Khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, toàn bộ nguyên khí thiên địa lấy Triệu Phong làm trung tâm, không ngừng vận chuyển. Cỗ khí tức này, chân thần ngũ dai, cổ khí thế này vừa ra, hiện trường lập tức có người đoán được. Trời à, không ngờ Triệu Phong lại thành công hắn đã chứng đạo thần vị ngũ giai thiên địa dị tưởng kia rõ ràng đã biến mất rồi nhưng không ngờ hắn vẫn thành công chứng đạo thần vị ngũ giai bốn phía liên tục truyền ra thanh âm sôi trào liên miên chân thần ngũ giai sắc mặt trương vũ đồng âm trầm vô cùng kẻ này lại có bậc năng lực này sắc mặt hạ hầu vũ của sinh mệnh thánh địa khiếp sợ nhìn chăm chú về phía triệu phong trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai đây chính là chuyện tình chỉ có thiên kiêu mạnh nhất trong các thần vực thánh địa mới có thể làm được nhưng lần này không ngờ tên vô danh tiểu bối này lại có thể làm được chuyện đáng sợ này. phong ca triệu vũ phi mừng đến chảy nước mắt, hai mắt giọt nước mắt trong suốt từ trên cặp mắt trắng muốt như ngọc của nàng rơi thẳng xuống. triệu phong trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai như vậy cao tầng linh tộc tất nhiên sẽ không tiếp tục cản trở hai người bọn họ nữa. trên bầu trời mây trắng cuồn cuộn liên tục. hào tiểu tử quả nhiên là chân thần ngũ giai, phù linh cổ thần kinh hỉ kêu lên. không nghĩ tới linh tộc ta cũng có người có thể trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai lại một gã cổ thần linh tộc vẻ mặt cảm khái nói trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai cái này chính là đại biểu cho thiên phú cùng tiềm lực sau này nhất định có thể đạt tới chân thần cửu giai thậm chí vấn đỉnh cảnh giới thần chủ cách làm trước đây của chúng ta có phải đã có chút quá phận rồi không lúc này một gã cổ thần bất đắc dĩ cười khổ nhất thời những cổ thần linh tộc khác cũng lâm vào trầm mặc chân thần ngũ giai điều này sao có thể gã thanh niên ngân phát kia thất hồn lạc phách một trận Tên Triệu Phong mới vừa rồi bị hắn giễu cợt kia, không ngờ lại đã trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, tồn tại tương đương với chuẩn thần thiên kiêu của các thánh địa. Ta vừa mới đột phá thần vị, đúng lúc cần đối thủ ma luyện một chút, củng cố thực lực. Những thư khiêu chiến này đến thật đúng lúc a." À. Triệu Phong cười ha hả, "Ta tên Chí Cương Chân Thần, cũng là một trong những đệ tử khởi sướng việc khiêu chiến ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền tiếp nhận khiêu chiến của ta đi." Gã thanh niên ngân phát kia lập tức nói, Vừa rồi hắn nói Triệu Phong cản dỡ, kết quả Triệu Phong lại thể hiện ra thực lực chân chính, khiến cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Hiện tại, nếu như hắn chính diện đánh bại Triệu Phong, liền có thể vãn hồi tất cả sỉ nhục này. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là Triệu Phong dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Có gì mà không dám, Triệu Phong bình thản nói, tốt, trong lòng trí cương chân thần nhất thời vui vẻ. Theo như hắn nghĩ, Triệu Phong chính là vừa mới chứng đạo chân thần ngũ dai, lòng tin quá mức bành trướng, tự cho là đúng, không xem ai ra gì. Siêu, siêu, hai đạo thân ảnh, cấp tốc lao đi. Triệu Phong vừa mới đột phá chân thần ngũ dai, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn chứng đạo thần vị, mau đi xem một chút A. À. Thế nhưng trí cương chân thần kia chính là tồn tại cực kỳ cường đại trong chân thần ngũ giai A. À. Rất nhiều đệ tử ngoại tộc, nội tộc cấp tốc chạy theo. Chúng ta cũng đi xem, Trương Vũ Đồng lập tức nói. Lúc này ánh mắt của hắn đã không thể nào rời khỏi trên người Triệu Phong. Triệu Phong trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, nhất định sẽ trở thành đệ tử trẻ tuổi nổi bật nhất trong toàn bộ linh tộc. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể khuất phục dưới quang mang của Triệu Phong. Cho nên, Trương Vũ Đồng thập phần không cam lòng, Trương huynh yên tâm, tuy rằng Triệu Phong chứng đạo thần vị ngũ giai, nhưng mà trận chiến này, hắn nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Một gã đệ tử hạch tâm, nghiêm túc nói, bốn phía cung điện Triệu Phong nhất thời không còn một bóng người tất cả mọi người đều đã chuyển rời đến tòa khiêu chiến đài duy nhất trong lãnh địa đệ tử ngoại tộc ở phụ cận trên khiêu chiến đài chí cương chân thần cùng triệu phong đang đứng đối mặt với nhau chí cương chân thần thân mang huyết mạch thuần nguyên có thể đem lực lượng huyết mạch tác dụng lên trên thần lực gia tăng cường độ của thần lực mặt khác công pháp hắn tu luyện cũng là công pháp đặc thù có thể ngưng luyện thần lực chân thần ngũ giai bình thường chiến đấu với hắn trong nháy mắt giao thủ sẽ liền rơi xuống hạ phong một gã đệ tử tương đối hiểu rõ về trí cương chân thần mỉm cười nói tuy rằng thiên tư triệu phong hơn người có thể chứng đạo thần vị ngũ giai nhưng cũng không thể nào là đối thủ của trí cương chân thần một gã đệ tử nội tộc đưa ra kết luận ngươi vừa mới đột phá đến chân thần ngũ giai căn bản không phải là đối thủ của ta trí cương chân thần mỉm cười nói có thể đánh bại một vị thiên tài tuyệt đỉnh như vậy trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành tựu nói nhiều vô ích triệu phong lạnh lùng liếc nhìn một cái khinh thường nói hừ để cho ngươi kiến thức một chút thần lực của ta trí cương chân thần có chút tức giận hừ lạnh một tiếng trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần lực vô cùng cường hãn từng đạo từng giải thần lực tinh bạch giống như thực chất thậm chí ngay cả hoa văn trên giải thần lực cũng đều có thể thấy được rõ ràng đồng thời trí cương chân thần trực tiếp thôi động lực lượng huyết mạch xung quanh tầng thần lực kia nhất thời dâng lên một tia hồng sắc nhàn nhạt, nhạt khí thức lại tăng lên thêm vài phần trời à Công pháp của trí cương chân thần lại tiến thêm một tầng nữa, phối hợp với lực lượng huyết mạch của hắn, thần lực đã vô hạn tiếp cận lục giai rồi. Hai, xem ra Triệu Phong đã không có hy vọng gì nữa rồi. Bất quá sau này Triệu Phong nhất định có thể rất nhanh đuổi kịp và vượt qua trí cương chân thần. Không ít đệ tử xung quanh không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong tùy tiện đối chiến với một gã chân thần ngũ giai nào khác, hẳn cũng sẽ không đến mức quá mất mặt như hiện tại. Oanh, trí cương chân thần vung tay lên, Đạo thần lực hồng sắc giống như thực chất, nhanh như tia chớp bắn thẳng về phía Triệu Phong. "Thần lực?" Triệu Phong lẩm bẩm nói, trước khi đột phá thần vị, cường độ thần lực của hắn cũng đã không ai bằng. Cũng không biết hiện tại cường độ thần lực của hắn có thể hơn được Chí Cương Chân Thần hay không. Thủ trưởng Triệu Phong vung lên, một đạo thần lực thuần khiết như đao nhận tinh bạch bắn thẳng ra. Oanh phanh, công kích do hai người dùng thần lực thuần túy phát động va chạm mạnh với nhau. "Ha ha, ngươi vừa mới đột phá chân thần ngũ giai?" thần lực của ngươi ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích. Chí cương chân thần nhìn thấy Triệu Phong chỉ vận dụng thần lực công kích, nhất thời cười lớn khinh thường. Thế nhưng hắn vừa mới dứt lời, trong đám bụi mù bạo tạc kia chợt bay vụt ra một đạo quang hoa thần lực tinh bạch. Đạo thần lực như đao phong bạch sắc kia, chính là bay thẳng về phía hắn. Làm sao có thể, thần sắc trí cương chân thần nhất thời ngừng trệ, vận chuyển thần lực cố gắng đón đỡ uy năng còn dư lại của đạo thần lực này mà những kẻ quan chiến xung quanh nhất thời cũng ngây ngẩn cả người kết quả như thế này bọn chúng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới không điều này không có khả năng sắc mặt trí cương chân thần dữ tợn mang theo thần lực khổng lồ hào hảo đáng đáng trực tiếp phóng thẳng về phía triệu phong lần này trí cương chân thần không dám khinh thường triệu phong nữa trực tiếp thi triển ra chiến kỹ hơn nữa còn vận dụng lực lượng áo nghĩa ngươi quá yếu trong miệng triệu phong thốt ra mấy chữ khiến cho trí cương chân thần thiếu chút nữa lâm vào điên cuồng. Thân hình Triệu Phong đột nhiên bạo xả thẳng tới, đồng thời một cỗ quang hoa lôi đình ngũ sắc cũng chậm rãi từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn lao ra. Cả người hắn giống hệt như một đầu lôi long ngũ sắc xít gào lao tới. Ầm ầm, một đầu quang hoa lôi đình ngũ sắc xuyên toa thẳng qua thân thể trí cương chân thần. Tầng thần lực bốn phía xung quanh trí cương chân thần trực tiếp bị phá hủy sạch sẽ. Thân thể hắn cũng cháy đen một mảnh, ngã dạp trên mặt đất hít, mặt đất cùng không trung đều tính mịch một mảnh, một chiêu đánh bại trí cương chân thần, đây là chuyện một người vừa mới đột phá chân thần ngũ giai có thể làm được sao? Đám đệ tử hạch tâm từng tên từng tên liên tục lắc đầu, không thể tin nổi. Không có khả năng, sắc mặt hạ hầu vũ của sinh mệnh thánh địa kia cũng tràn ngập khiếp sợ. Thật mạnh, thật là đẹp trai a. À, mà một vài nữ đệ tử nhất thời bị biểu hiện của Triệu Phong khiến cho mê hoặc. Quá yếu, Triệu Phong nhẹ giọng nói, một câu nói này rơi vào trong tai đám người dưới đài, nhất thời bạo khởi lên một tràng chấn động kinh thiên. Đặc biệt những kẻ từng nhầm vào Triệu Phong, hiện tại lại không dám đắc tội với hắn, từng tên từng tên đều nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy. Trên không trung, mấy gã cổ thần linh tộc cũng vô cùng chấn động. Làm sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào hắn đã ở trong không gian kia triệt để củng cố tu vi cảnh giới của mình? Nhất định là như vậy, Triệu Phong này tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, thần lực cũng cực kỳ cường đại, hơn nữa thần thai hắn đắp nặn lại ổn định kiên cố vô cùng. Mấy gã cổ thần linh tộc đều rất tán thán đối với Triệu Phong, càng nhìn càng thuận mắt. Trong lòng một vài gã cổ thần trong đó bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, muốn thu Triệu Phong làm đồ đệ. Chương 1257, cùng tiến lên. Biểu hiện của Triệu Phong thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Trên không trung đã có mấy gã cổ thần muốn thu hắn làm đồ đệ. Dù sao Triệu Phong có thể trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, chứng minh với thiên phú và tiềm lực của hắn, ngày sau đạt tới chân thần cửu giai nhất định sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như số mệnh tốt, Triệu Phong thậm chí còn có khả năng đột phá cực hạn của chân thần, đạt tới cảnh giới thần chủ. Đến lúc đó, thân là sư tôn của Triệu Phong, nhất định sẽ có thể thu được ích lợi cùng vinh quang thật lớn. Ầm ầm, giữa không trung, nguyên khí thiên địa đột nhiên cuồn cuộn rít gào. Một đạo hư ảnh lão giả cao tới trăm trượng, quanh quẩn trong một mảnh thần huy bạch tinh đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi thành viên bên dưới nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực vô hình khủng bố cường giả cổ thần trưởng lão sắc mặt đám đệ tử bên dưới nhất thời lộ ra thần sắc sùng kính đám đệ tử hạch tâm cũng cung kính cúi đầu hành lễ bọn họ cũng đã sớm biết triệu phong trực tiếp chứng đạo chân thần ngũ giai nhất định sẽ dẫn tới cường giả cổ thần trong tộc cho nên vị cường giả cổ thần này xuất hiện cũng không khiến cho bọn họ quá mức ngạc nhiên không biết trưởng lão có gì phân phó triệu phong mỉm cười nói Kỳ thật tà mâu của hắn đã sớm phát hiện ra đám cổ thần linh tộc đang ẩn nấp trên thiên không. Ngươi nguyện ý làm đệ tử thân truyền của lão phu không? Gã trưởng lão cổ thần này mỉm cười hỏi, mà sắc mặt những cổ thần linh tộc khác chung quanh hắn lại đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng có chút hối hận. Không ngờ lại để cho lão gia hỏa này ra tay trước. Cổ thần thu đồ đệ, đệ tử thân truyền, phía dưới nhất thời rung động một mảnh, cương giả cổ thần đích thân thu đồ đệ, vốn đã là chuyện tình cực kỳ quang vinh mà ý tứ của đệ tử thân truyền chính là vị cường giả cổ thần này nhất định sẽ đem tất cả y bát của chính mình toàn bộ truyền thụ cho triệu phong ánh mắt vô số đệ tử nhìn về phía triệu phong đều hiện lên vẻ nóng bỏng cùng ghen tị trưởng lão thật sự xin lỗi hiện tại ta vẫn còn muốn luận bàn một phen với các vị đồng môn trong tộc triệu phong mỉm cười nói thân xác cực kỳ bình thản không có bất kỳ chút áy náy nào hắn cự tuyệt ánh mắt rất nhiều đệ tử xung quanh nhìn về phía triệu phong tràn ngập vẻ kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới không ngờ triệu phong lại cự tuyệt trở thành đệ tử thân truyền một vị cường giả cổ thần một cách trực tiếp như vậy trong thần vực man hoang ngoại trừ cường giả thần chủ vẫn luôn không hỏi thế sự ra cường giả cổ thần căn bản chính là cường giả đỉnh cao tỏa trấn một phương đảm đương một phía có thể trở thành đệ tử thân truyền của một cường giả cổ thần cái này không biết là chuyện tình tha thiết ước mơ của bao nhiêu cường giả chuẩn thần chân thần nhưng mà không ngờ triệu phong lại quả quyết cự tuyệt ân người cứ việc luận bàn trước thuận tiện suy nghĩ một chút a cực kỳ kiếm thấy, vị cường giả cổ thần trên không trung kia cũng không có chút mất hứng nào. Đạo hư ảnh trên không trung đột nhiên tiêu tán, tất cả khôi phục lại như thường. Thật là giảo hoạt a, à, may mà tiểu tử kia không đồng ý, trong lòng đám cường giả cổ thần linh tộc còn lại đều cảm thấy có chút may mắn. Chỉ cần Triệu Phong không đồng ý nhận lời làm đồ đệ của gã cổ thần kia, như vậy bọn họ sẽ còn một vài hy vọng. Trên khiêu chiến đài, thần sắc Triệu Phong vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Trước đây, đám cổ thần linh tộc ép buộc hắn phải thỏa hiệp chấp nhận rời khỏi triệu vũ phi mà hiện tại cổ thần linh tộc lại muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền cho dù triệu phong trực tiếp cự tuyệt đối phương cũng không hề tức giận sự tương phản mãnh liệt như vậy khiến cho triệu phong cũng có chút không quen đương nhiên sở dĩ triệu phong cự tuyệt quả thật trong lòng hắn cũng đang muốn tiếp tục luận bàn một chút thoáng cái đột phá một hơi đến cổ thần thất sai thực lực của hắn một lần tăng trưởng quá lớn dẫn đến hắn vẫn chưa thể trưởng khống cỗ lực lượng này một cách như ý. Cho nên hắn mới hạ thấp cảnh giới, thông qua luận bàn với cường giả cùng dai, chậm rãi cảm ngộ cảnh giới lực lượng của mình. Hơn nữa, đám đệ tử hạch tâm này liên hợp lại, khiêu khích chính mình, khởi xướng thư khiêu chiến, làm sao Triệu Phong có thể buông tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy. Bất quá quan trọng hơn chính là, bản thân Triệu Phong cũng đã là cổ thần thất sai. Lão giả kia, không có tư cách làm sư phụ của hắn. Hừ, để ta lên để ta lên đánh bại ngươi đúng lúc này xung quanh khiêu chiến đài chợt nhảy ra bốn đạo nhân ảnh tất cả bốn người này đều là người muốn khiêu chiến triệu phong phanh đạo nhân ảnh hồng sắc dẫn đầu nhảy lên khiêu chiến đài khiến cho khiêu chiến đài khẽ rung lên một trận đệ tử hạch tâm linh tộc nộ cực chân thần gã nam tử vóc người hùng tráng trên thân thể có một tầng hoa văn sóng biển hồng sắc này trực tiếp báo ra danh hào không ngờ lại là nộ cực chân thần nộ cực chân thần này khoảng thời gian gần đây vẫn luôn bế quan tu luyện không hỏi ngoại sự nhưng rất lâu trước đây hắn đã đạt tới chân thần ngũ giai đỉnh phong mỗi một gã đệ tử hạch tâm đều không phải là hạng người vô danh uy danh của nộ cực chân thần này cũng không nhỏ triệu phong không thèm để ý khẽ gật đầu trong những bức thư khiêu chiến ở đây tựa hồ không có bóng dáng của nộ cực chân thần lại dám không đếm xỉa đến ta như vậy vẻ mặt nộ cực chân thần chủ động thỉnh chiến đấu kia phẫn nộ song quyền nắm chặt hắn đã bế quan nhiều năm, uy danh sớm không bằng trước đây nữa. Lần này xuất quan, hắn chính là nghĩ muốn tìm một cái cơ hội, trọng trấn lại thanh uy. Mà vừa vặn triệu phong trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai trở thành tồn tại nổi bật nhất toàn bộ linh tộc. Nộ hải thao thiên, toàn thân nộ cực chân thần phiếm động quang mang sóng biển hồng sắc, đám sóng biển kinh thiên kia dâng trào mãnh liệt, lại còn tản mát ra khí thức nóng bức dị thường. Mà khí thế của nộ cực chân thần cũng tại thời khắc này cấp tốc dâng lên, đánh vỡ rào cản tu vi, mơ hồ chạm tới cảnh giới lục giai. Nộ hải thao thiên, bí pháp huyết mạch của chủng tộc nộ cực chân thần, có thể tăng lên các phương diện năng lực trên diện rộng, đồng thời khiến cho uy năng chiêu thức công kích càng có thêm lực bộc phát cùng lực phá hoại. Nộ cực chân thần đã là chân thần ngũ giai đỉnh phong, sau khi thôi động bí pháp huyết mạch, mơ hồ đạt tới chân thần lục giai. Tâm thần không ít đám người quan chiến xung quanh nhất thời kinh hãi. Thực lực người này không tệ, lực công kích bạo phát mạnh mẽ, lực phá hoại cực lớn đúng lúc có thể thử nghiệm thể phách phòng ngự của ta. Triệu Phong thoáng chút hứng thú liếc mắt quan sát nộ cực chân thần. Kim khôn thánh lôi thể cảnh giới viên mãn đã có thể chống lại chân thần tứ dai, miễn dịch công kích của chân thần tam dai. Hiện tại hắn đã đột phá tới cổ thần, không biết ưu thế thể phách phòng ngự có còn hay không. Vù vù vù, hồng quang trong mắt nộ cực chân thần đại thịnh, xung quanh thân thể sóng biển cuồn cuộn liên tục, giống hệt một vị hải thần trong hải dương xích sắc, cường thế ngạo nghễ, công kích thẳng về phía triệu phong. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ khiêu chiến đài tràn ngập hồng lãng ngập trời, khí tức chân thần cường đại nóng bỏng, khiến cho sắc mặt rất nhiều chân thần ngũ dai dưới đài nhất thời động dung. Triệu huynh đệ, thần sắc phan hạo có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Vừa rồi triệu phong có thể dễ dàng giải quyết trí cương chân thần, hẳn cũng sẽ không đơn giản thua bởi nộ cực chân thần mới đúng. Hừ, tuy rằng thần lực của ngươi cường đại, nhưng mà huyết mạch lại bình thường, càng không có bí pháp cường đại. Nộ cực chân thần hừ lạnh một tiếng, Phảng phất giống như một trận chiến này, hắn đã giành được thắng lợi. Ngũ giai đỉnh phong sao? Triệu Phong bình thản nói, một câu nói này của hắn khiến cho tất cả mọi người có chút không giải thích được. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ quang vụ lôi điện ngũ sắc từ trên người Triệu Phong tản ra, xông thẳng lên không trung. Khí thế của hắn cũng theo đó mà tăng trưởng, khí tức thần thai trong cơ thể Triệu Phong tản ra cũng đã đạt tới chân thần ngũ giai đỉnh phong. Vù vù vù, Triệu Phong toàn lực vận chuyển lực lượng thể phách giống như một tòa lôi sơn ngũ sắc đứng sừng sững trên khiêu chiến đài thể hiện ra một loại cảm giác vĩnh viễn không cách nào dung chuyển nổi chân thần ngũ giai đỉnh phong sắc mặt nộ cực chân thần đột nhiên thay đổi kinh hãi tắt tiếng triệu phong trùng kích thần vị không ngờ lại trùng kích đến ngũ giai đỉnh phong mà giờ phút này đã không cho phép hắn lui bước nữa um um đạo sóng to gió lớn hồng sắc kia giống như một đầu mãnh thú hồng hoang khổng lồ đánh thẳng về phía triệu phong sau một khắc nộ cực chân thần gần như đã thiêu đốt lực lượng huyết mạch. Trên đạo kinh đào xích sắc hảo hảo đáng đáng kia lao ra từng tia từng tia diễm miêu huyết hồng sắc. Thân thể nộ cực chân thần cũng dung nhập vào trong hải khiếu xích sắc kia, hóa thành một con xích hải cự thú, nhìn áp về phía triệu phong. Ùm um ùm, um, cả tòa khiêu chiến đài nhất thời bắt đầu rung động. Nơi này dù sao cũng là khiêu chiến đài của đệ tử ngoại tộc, mà hiện tại lại là hai gã chân thần ngũ giai đỉnh phong đang đối chiến. Dưới đài, tất cả mọi người ngay cả hô hấp cũng đều đình chỉ, nhãn mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm tại trung tâm khiêu chiến đài chỉ thấy nộ cực chân thần mang theo khí thế kinh thiên trực tiếp đụng thẳng lên người triệu phong một màn kinh người xảy ra khanh rầm nộ cực chân thần phảng phất như đụng vào một tòa lôi sơn kim trúc khổng lồ thân thể phốc 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 liên tục lùi về phía sau ba bước làm sao có thể khóe miệng nộ cực chân thần tràn ra một tia máu tươi thân thể khẽ run lên ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi vừa rồi hắn đã dốc hết thủ đoạn cả người phát động tiến công mãnh liệt nhất về phía Triệu Phong. Mà Triệu Phong chỉ bằng vào phòng ngự thể phách, trái lại còn khiến cho hắn bị chấn thương. Công kích của ngươi, quá yếu. Thân hình Triệu Phong bỗng nhiên khẽ động, tiếp cận nổ cực chân thần đá tới một cước. Phát, nổ cực chân thần bị Triệu Phong trực tiếp đá văng xuống khiêu chiến đài, té ngã cực kỳ chật vật. Ngươi, nổ cực chân thần cực kỳ xấu hổ và giận dữ, muốn nói cái gì, nhưng Trung Quy cũng không thể nói ra. Là chân thần ngũ giai đỉnh phong. Không ngờ Triệu Phong lại trùng kích đến Chân Thần Ngũ giai đỉnh phong, hơn nữa lại còn đánh bại Nộ Cực Chân Thần, thật càn rỡ, lại còn nói công kích của Nộ Cực Chân Thần quá yếu. Đám đệ tử quan chiến xung quanh, hoặc là vô cùng kích động, hoặc là phẫn hận tức giận. Thảo nào có thể đánh bại ta đơn giản như vậy, thì ra đã đạt tới Ngũ giai đỉnh phong, Chí Cương Chân Thần vừa rồi thua dưới tay Triệu Phong, lúc này cũng tự tìm cho chính mình một cái cớ. Đã là Chân Thần Ngũ giai đỉnh phong, giờ phút này Trái tim Trương Vũ Đồng cũng hung hăng chấn động một trận. Hắn có chút hối hận, hối hận những chuyện trước đây chính mình đã làm với Triệu Phong. Trên bầu trời, sắc mặt mấy vị cổ thần lại càng cực kỳ đặc sắc. Chân thần ngũ giai đỉnh phong, tuy rằng vẫn là chân thần ngũ giai, nhưng đã có thể chứng minh tiềm lực cùng thiên phú của Triệu Phong mơ hồ đã vượt qua bộ phận chuẩn thần thiên kiêu mạnh nhất của các thánh địa. Thần sắc của ba người sinh mệnh thánh địa kia cũng ngưng trọng vô cùng. Vừa rồi không phải còn có mấy người vội vã muốn đánh một trận với ta sao? triệu phong cười lớn hỏi vẻ mặt của hắn thản nhiên chắp tay đứng thẳng trên đài mang theo một tia ánh mắt nghiền ngẫm đảo quét một vòng phía dưới ba người còn lại vừa rồi vội vã khiêu chiến triệu phong lập tức cúi đầu xuống ẩn nấp vào trong đám người lực phòng ngự của triệu phong quá mức khủng bố ngay cả nộ cực chân thần cũng không có cách nào công kích nổi hắn bọn chúng lại càng bất lực ta cho các ngươi một cơ hội cùng tiến lên hết như thế nào đúng lúc này triệu phong cười lớn chiêu tức khốn kiếp tiểu tử này thật quá phách lối không ngờ lại để chúng ta cùng tiến lên một gã chân thần ngũ giai đỉnh phong sắc mặt đỏ bừng phẫn nộ nói đám người dưới đài cũng bị những lời này của triệu phong dọa cho không nhẹ ba người vừa rồi kia cũng đều là chân thần ngũ giai đỉnh phong giống như nộ cực chân thần không ngờ triệu phong lại bảo bọn chúng cùng nhau tiến lên cái này cũng quá lớn lối rồi vũ phi ngươi làm sao lại tìm được một nam nhân ưu tú như vậy chứ thân thể xinh đẹp của khổng điệp bắt đầu lắc lư trong mắt không chút nào che giấu vẻ hâm mộ. Trên gương mặt trắng như tuyết của Triệu Vũ Phi nhất thời dâng lên hai đóa đỏ ửng. Đi, cùng nhau tiến lên, ba người còn lại vừa rồi chuẩn bị khiêu chiến Triệu Phong tiến hành truyền âm với nhau. Câu nói kia của Triệu Phong quả thật quá mức kiêu ngạo rồi. Nếu như bọn chúng không dám lên, như vậy sau này còn có mặt mũi gì ở lại linh tộc. Hơn nữa, Triệu Phong chỉ là thể phách phòng ngứa mạnh mẽ, chỉ cần ba người bọn họ không cận thân mạnh mẽ đối kháng với hắn, liền có thể bảo đảm không thất bại nếu như có thể chế trụ được Triệu Phong, sau đó chậm rãi hao tổn hắn đến mức sức cùng lực kiệt, thắng lợi ngược lại liền chính là bọn chúng. Siêu, 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 nhất thời, ba đạo nhân ảnh liền phóng thẳng lên, đáp xuống trên khiêu chiến đài. Cả ba người đều là chân thần ngũ giai đỉnh phong, Triệu Phong là chính người yêu cầu chúng ta cùng tiến lên A. Chúng ta chỉ thỏa mãn yêu cầu của ngươi mà thôi, một gã thanh niên gầy chưa xương, trên da có thật nhiều đốm đen lấm tấm trong ba người lạnh lùng nói chương 1258, đều quá yếu. Triệu Phong, là chính người yêu cầu chúng ta cùng tiến lên A. Chúng ta chỉ thỏa mãn yêu cầu của ngươi mà thôi. Một gã thanh niên gầy trơ xương, trên da có thật nhiều đốm đen lấm tấm trong ba người lạnh lùng nói. Ba người bọn họ liên thủ đối phó một gã chân thần cùng dai, chuyện này truyền đi cũng sẽ khiến cho danh tiếng của bọn chúng bị tổn hại. Cho nên trước khi khai chiến, hắn một lần nữa cường điệu là chính miệng triệu phong yêu cầu ba người bọn hắn cùng tiến lên không thể nào triệu phong thật sự muốn một mình khiêu chiến với ba cường giả chân thần cùng giai sao hắn chỉ vừa mới chứng đạo thần vị a đại đa số đám người dưới đài đều cho rằng triệu phong có chút quá tự đại rồi triệu phong nhìn ba người trước mắt khóe miệng thủy chung mang theo một tia mỉm cười nghiền ngẫm lên gã thanh niên làn ra có nhiều đốm đen lấm tấm kia khẽ quát một tiếng hắn đã sớm không quen nhìn bộ dáng ung dung mà lại kiêu ngạo kia của triệu phong oanh 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 ba cỗ khí thức thần lực kinh thiên trực tiếp bộc phát ra. Ba người cũng không vội vã tiến công Triệu Phong, mà là luôn duy trì một đoạn khoảng cách với Triệu Phong, thi triển công kích cự ly xa. Oanh, phanh, oanh, Triệu Phong đứng thẳng tại trung tâm khiêu chiến đài, giống như một tòa lôi sơn ngũ sắc lù lù bất động. Tất cả công kích của ba cường giả cùng dai đánh lên trên người hắn cũng đều không thể tạo thành nửa điểm thương tổn gì. Thể phách thật mạnh, ánh mắt ba người kinh hãi nhìn chầm chầm Triệu Phong, các ngươi cũng chỉ có chút năng lực đó thôi sao. Triệu Phong nhún nhún vai, phảng phất như những công kích vừa rồi chỉ là đang gãi ngứa cho hắn mà thôi. Tiểu tử này, ba người đang đối chiến với Triệu Phong, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận. Cả ba người trao đổi với nhau một phen, quyết định thi triển ra một vài tuyệt chiêu, chèn ép một chút khí diễm của Triệu Phong. Hắc Ma Động, Loạn Tinh Truy, Thiên Nguyên Thần Trảm, ba gã chân thần ngũ giai đỉnh phong trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu áp đáy hòm, năng lượng phong bạo ngập trời kinh khủng kia hầu như bao phủ toàn bộ khiêu chiến đài. Chút tài mọn, đúng lúc này, Triệu Phong chợt cười lạnh một tiếng, vu vu vu, trên thân thể của hắn, nhất thời nở rộ quang mang lực lượng lôi điện ngũ sắc chói mắt. Chỉ thấy, một phiến lĩnh vực không gian lôi đình ngũ sắc lấy Triệu Phong làm trung tâm, thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh. Tất cả những lực lượng khác bên trong phiến không gian lĩnh vực này, nhất thời liền bị ngũ hành lôi kiếp mạnh mẽ oanh áp. Theo phiến lĩnh vực lôi đình ngũ sắc này mở rộng, tất cả lực lượng mà ba gã thanh niên kia phóng thích ra đều bị phá hủy sạch sẽ. Đồng thời, ba gã thanh niên kia thân ở trong phiến lĩnh vực không gian này còn gặp phải lực lượng lôi kiếp áp bách vô cùng, toàn thân gặp phải áp chế thật lớn. Đây là chiêu thức mới mà sau khi Triệu Phong đột phá cổ thần, đem hai môn công pháp viên mãn dung hợp lại với nhau, thôi diễn ra, ngũ hành lôi kiếp vực. Cút xuống đi, Triệu Phong thân ở trung tâm ngũ hành lôi kiếp vực, đột nhiên quát lớn một tiếng. Toàn bộ lôi điện ngũ sắc bên trong lĩnh vực nhất thời điên cuồng loạn vũ thình thịch, thình thịch, thình thịch, ba gã thanh niên kia gặp phải lực phách lôi kiếp áp bách oanh tạc, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi khiêu chiến đài. Làm sao có thể, sau khi bị oanh xuống đài, ba gã thanh niên kia vẫn còn bộ dáng không thể tin nổi. Thất bại, toàn bộ những kẻ quan chiến xung quanh đều kinh ngạc ngây người tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Ba gã chân thần ngũ giai đỉnh phong cũng không làm gì được Triệu Phong sao? Không thể tin nổi, ánh mắt Hạ Hầu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, thở dài nói: trên bầu trời mấy gã cổ thần linh tộc lại càng hưng phấn vô cùng trong lòng quyết định bất luận thế nào cũng phải giữ triệu phong ở lại linh tộc nhìn thấy triệu phong cường thế chói mắt như vậy trong lòng những đệ tử hạch tâm từng khởi sướng thư khiêu chiến với triệu phong nhất thời có chút hối hận nhưng mà thư khiêu chiến của bọn họ đang ở trong tay triệu phong có muốn chiến đấu hay không hiện tại đã là do triệu phong quyết định triệu phong ngay cả chân thần ngũ gia đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ngươi cứ để cho ta lên luận bàn một chút với ngươi đi như thế nào đúng lúc này trong đám người trương vũ đồng đột nhiên đi ra thay vì để cho đám thùng cơm kia đối chiến với triệu phong thổi phồng uy phong của triệu phong còn không bằng để cho hắn trực tiếp lên sân khấu cắt ngang lần phong ba khiêu chiến này đi trương huynh mấy người vừa rồi chiến bại nhất thời kinh ngạc nhìn chằm chằm trương vũ đồng trương vũ đồng cũng muốn xuất thủ hắn chính là chân thần lục giai mang huyết mạch linh tộc a đám đệ tử còn lại xung quanh nhất thời khiếp sợ không ngừng kinh thán không ít nữ đệ tử lại càng kinh ngạc giơ tay che miệng lại cũng được vậy để ta chơi đùa với ngươi một chút ga à? triệu phong vẫn như cũ mang theo nụ cười nghiền ngẫm liếc mắt quan sát trương vũ đồng lời này của hắn vừa nói ra dưới đài lần nữa vang lên một trận thanh âm kinh hô đối mặt với trương vũ đồng thực lực chân thần lục giai triệu phong lại còn nói chơi đùa với ngươi một chút giọng điệu này thật giống như triệu phong dùng thân phận cường giả trưởng bối đáp ứng lời khiêu chiến của một tiểu bối yếu ớt vậy được vậy hãy để chúng ta vui đùa một chút à. trong mắt trương vũ đồng lóe lên hàn quang nhưng vẫn duy trì bộ dáng cười nhạt leo lên khiêu chiến đài ta ngất triệu huynh đệ người muốn làm cái gì a à. phan hảo đã không biết phải nói gì nữa rồi bản thân trương vũ đồng có huyết mạch linh tộc chiến lược chân chính của hắn cũng không phải là chân thần lục giai bình thường a à. trên bầu trời sắc mặt mấy vị cổ thần cũng trầm xuống bọn họ cũng biết mâu thuẫn giữa triệu phong và trương vũ đồng đã không thể dễ dàng hóa giải nhưng mà triệu phong tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của chân thần lục giai linh tộc đến lúc đó nếu như triệu phong gặp phải nguy hiểm bọn họ sẽ lập tức xuất thủ cắt ngang cuộc khiêu chiến đúng lúc này mấy vị cổ thần chợt có cảm ứng ánh mắt nhất tề nhìn về phía phương xa chỉ thấy một vị lão giả thân hình cao to khí chất siêu nhiên đang chậm rãi đi tới tứ trưởng lão một đám cổ thần linh tộc bọn phù linh cổ thần lập tức cung kính hành lễ mà vị tứ trưởng lão này chỉ khẽ gật đầu một cái Ánh mắt nhìn về phía dưới, không nói lời nào. Vù vù vù, bốn phía thân thể Trương Vũ Đồng tuôn ra một đoàn vũ khí bạch tinh, điên cuồng vũ động. Hắn khẽ vung tay lên, đám vũ khí bạch tinh này tùy ý biến hóa trạng thái, hóa thành các loại hình thái binh khí khác nhau. Hưu, Trương Vũ Đồng trực tiếp vọt thẳng về phía Triệu Phong, các loại binh khí xung quanh thân thể hắn giống như tứ chi của hắn vậy, điều khiển như ý, đều phát động công kích về phía Triệu Phong. Triệu Phong kích hoạt lực lượng thể phách phòng ngự, va chạm mạnh với Trương Vũ Đồng. Len Ken, thình thịch, bốn phía thân thể Triệu Phong liên tục văng ra một vài đạo lôi điện băng tinh. Thần sắc Trương Vũ Đồng lãnh đạm, uy năng các loại thần binh lợi khí xung quanh thân thể từ từ tăng cường, công kích càng gia tăng mạnh mẽ lên. Tốc độ kẻ này cực nhanh, công kích mạnh mẽ, hơn nữa lại am hiểu phòng ngự, rất khó dây dưa. Sắc mặt Triệu Phong hơi trầm xuống, thể phách của hắn có chút đỡ không nổi công kích mạnh mẽ của Trương Vũ Đồng. Đối phương là chân thần lục giai của linh tộc, thực lực không phải tầm thường. Ông, Triệu Phong không khỏi thôi động một tia lực lượng tả mâu. Thoáng chốc, tả mâu Triệu Phong dâng lên một cỗ quang trạch mộng huyến. Sau khi thôi động tả mâu, lực phản ứng cùng sức phán đoán của Triệu Phong đều cấp tốc dâng lên. Mà khiến cho Triệu Phong ngạc nhiên chính là, trong lúc hắn tập trung quan sát phương thức công kích của Trương Vũ Đồng, phương pháp tu luyện chiến kỹ mà Trương Vũ Đồng đang thi triển kia cũng không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Triệu Phong tin tưởng, đợi sau khi Trương Vũ Đồng hoàn chỉnh thi triển ra môn chiến kỹ này, Môn chiến kỹ này cũng sẽ trực tiếp bị hắn cướp đoạt tới tay. Vù vù vù, Triệu Phong một bên thể ngộ chiến kỹ của Trương Vũ Đồng, một bên thi triển ra chiến kỹ vừa quan sát được. Hừm, đây là chiến kỹ của ta, thần sắc Trương Vũ Đồng ngưng động, hắn cảm giác công kích của Triệu Phong bỗng nhiên trở nên không giống bình thường. Nhưng mà thần sắc hắn đột nhiên kinh biến, hét lớn một tiếng. Nếu nói Triệu Phong tu luyện chiến kỹ đồng dạng với hắn, hắn tuyệt không tin. Trải qua giao chiến liên tục, chiến kỹ triệu phong sử dụng ra cũng càng thêm có hình có dạng hơn nữa tả mâu triệu phong lại còn có thể không ngừng hoàn thiện chiến kỹ khiến cho chiến kỹ này càng thích hợp hơn với chính mình trên trời dưới đất đều là một mảnh tĩnh nghịch không ai lại nghĩ tới không ngờ triệu phong lại có thể đối kháng tương đương với chân thần lục giai trương vũ đồng huyết mạch nhãn đồng của hắn ánh mắt hạ hầu vũ gắt gao nhìn chằm chằm tả mâu của triệu phong hắn cảm giác được một cỗ khí tức đồng loại như có như không ầm um, thình thịch trên khiêu chiến đài lôi quang cùng tinh mang rậm rạp chẳng chịt đan sen một chỗ không thể tiếp tục như vậy phải nhanh chóng đánh bại hắn sắc mặt trương vũ đồng khẽ rung động toàn thân lấp lánh bạch huy chói mắt oanh thân thể hắn nhất thời như trở nên thông thấu trong sáng như thủy tinh vậy toát ra một tầng quang mang bạch tinh huy hoàng chói mắt một cỗ huy năng huyết mạch minh mông cuồn cuộn khuấy động nguyên khí cả một phiến thiên địa sử dụng tới huyết mạch linh tộc xem ra ngươi rất trọng thị ta a à. Nếu như ta không toàn lực ứng phó, thật đúng không phải là đối thủ của ngươi. Đối mặt với Trương Vũ Đồng đã kích phát huyết mạch, chiến lực tăng gấp bội, thân hình Triệu Phong khẽ ngưng động lại. Hừ, Trương Vũ Đồng chỉ hừ lạnh một tiếng, không để những lời nói của Triệu Phong vào trong mắt. Theo như hắn nghĩ, chính mình đã thôi động huyết mạch linh tộc, toàn lực ứng phó, Triệu Phong nhất định sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng ngay tại lúc này, trên người Triệu Phong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Rầm rầm từng đạo lôi quang ngũ sắc từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Thần thai trong cơ thể Triệu Phong nhất thời tản mát ra khí tức chân thần lục giai. Đây là chân thần lục giai, Trương Vũ Đồng cảm giác đầu óc có chút ngốc trệ, nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Mà đám người bốn phía khiêu chiến đài, mỗi người đều giống như thằng ngốc, ngây ngô đứng tại chỗ. Sau khi Triệu Phong đem tu vi để thăng tới chân thần lục giai, các phương diện năng lực nhất thời thẳng tắp tăng vọt. Cút xuống đi, toàn thân hắn hóa thành một đạo quang mang lôi đình, trong nháy mắt đánh thẳng về phía Trương Vũ Đồng. Không xong, thân sắc Trương Vũ Đồng đột nhiên biến đổi, toàn thân hiện lên quang trạch trong suốt sáng bóng, ngoài mặt làn ra phiếm động thủy văn liên y nhàn nhạt. Oanh, phanh, Triệu Phong đánh ra một quyền, một đạo thần lực lôi điện xuyên thẳng qua thân thể Trương Vũ Đồng, cũng không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn. Nhưng mà lực lượng thể phách của Triệu Phong lại cực kỳ cường hãn, một quyền đã đánh bay Trương Vũ Đồng. Trương Vũ Đồng, thất bại. Trời à, không ngờ triệu phong lại có tu vi chân thần lục giai hắn nhất định là trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai thiên tài a à, kỳ tài ngút trời sau một khoảnh khắc tĩnh lặng xung quanh nhất thời bộc phát ra thanh âm kinh thán đinh tai nhức óc trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai chuyện tình trong truyền thuyết không thể nào chứng thực kia hiện tại không ngờ lại được bọn chúng chứng kiến tận mắt trương vũ đồng nằm dài trên mặt đất thảm đạm cười lớn lần này hắn hoàn toàn thua trên không trung phong vân dũng động mấy gã cường giả cổ thần chấn động kích động cùng cực đem tất cả mọi chuyện của người này nói cho ta biết tứ trưởng lão linh tộc kia trực tiếp nói với một vị trưởng lão bên cạnh sắc mặt mấy vị cường giả cổ thần xung quanh có chút không chịu nổi khẽ gật đầu sau đó không dám giấu giếm điều gì nói ra tất cả mọi chuyện thần sắc tứ trưởng lão linh tộc dần dần trở nên thâm trầm đám cường giả cổ thần còn lại giống như ngồi trên bàn trông cúi đầu xuống thuần một bộ dáng nhận sai hừ sau này hắn sẽ là đệ nhất nhân của linh tộc ta sẽ đích thân tài bồi hắn tứ trưởng lão linh tộc hừ lạnh một tiếng mấy trưởng lão linh tộc còn lại lập tức vâng vâng giả giả gật đầu trên khiêu chiến đài trước mặt triệu phong phiêu phù từng phong từng thư khiêu chiến dưới đài sắc mặt không ít đệ tử hạch tâm đột nhiên thay đổi đáy lòng bọn chúng hối hận đến cực điểm trước đây tại sao lại nghe theo kế hoạch của trương vũ đồng khởi xướng khiêu chiến với triệu phong làm gì hiện tại bọn chúng đều không phải là đối thủ của triệu phong lại không dám đắc tội triệu phong quên đi đều quá yếu triệu phong nhìn lướt qua đám thư khiêu chiến trước mặt ý niệm khẽ nhúc nhích một đạo lôi quang hiện lên đánh tất cả đám thư khiêu chiến thành cặn bã thấy đám thư khiêu chiến kia đã bị hủy trong lòng không ít người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng mà câu nói kia của triệu phong lại như một thanh lợi kiếm trực tiếp cắm vào tim của bọn chúng thế nhưng bọn chúng lại đều không thể làm gì phong ba khiêu chiến cuối cùng cũng kết thúc mà cái tên Triệu Phong chắc chắn cũng sẽ dương danh từ linh vực, thậm chí toàn bộ thần vực man hoang. Thời điểm mọi người cho rằng tất cả đều đã kết thúc, thì đột nhiên một đạo thanh âm vang dội chợt truyền ra. "Triệu Phong, ta cảm thấy rất hứng thú với huyết mạch nhãn đồng của ngươi." Chỉ thấy hạ hầu vũ của sinh mệnh thánh địa chợt chậm rãi bước ra. Chương 1259, đối chiến sinh mệnh chim mâu. Trên không trung, sắc mặt mấy vị cổ thần nhất thời ngưng trọng mà ánh mắt vị tứ trưởng lão linh tộc kia lại nhìn chằm chằm trên người hạ hầu vũ vốn dĩ cuộc phong ba khiêu chiến này sắp sửa kết thúc mà hắn cũng đang chuẩn bị đích thân thu triệu phong làm đồ đệ thế nhưng lúc này hạ hầu vũ của sinh mệnh thánh địa chợt nhảy ra khiêu chiến sinh mệnh thánh địa chính là thế lực chúa tể của tử linh vực mà hạ hầu vũ lại càng là đệ tử hạch tâm của sinh mệnh thánh địa thực lực chân thần lục giai đỉnh phong thân mang sinh mệnh chi mâu so với trương vũ đồng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cho dù đã biết Triệu Phong có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng đám trưởng lão cổ thần linh tộc cũng đều không có có lòng tin với Triệu Phong. Nhưng Hạ Hầu Vũ lại nói chỉ cảm thấy hứng thú với huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong, muốn so tài một chút, ngoài mặt cũng không biểu hiện ra ác ý gì, đám trưởng lão linh tộc cũng không tiện cự tuyệt. Đệ tử hạch tâm của sinh mệnh thánh địa, Hạ Hầu Vũ. Trời à, Hạ Hầu Vũ muốn đánh một trận với Triệu Phong sao? Thần sắc đám đệ tử linh tộc xung quanh vô cùng kinh ngạc. Đối với người của sinh mệnh thánh địa, trong lòng bọn họ đều có một loại sợ hãi bẩm sinh. Đã khiến cho hạ hầu vũ của sinh mệnh thánh địa nổi lên chiến ý sao. Trong đám người, thần sắc nguyên long hơi chút phức tạp. Lúc mới ban đầu nhìn thấy Triệu Phong, sâu trong đáy lòng hắn vẫn luôn coi thường Triệu Phong, cho rằng Triệu Phong chỉ là sinh linh hạ đẳng của không gian vực ngoại, càng không có huyết mạch thái cổ, so với bất kỳ người nào chung quanh hắn đều kém hơn rất nhiều. Thế nhưng Triệu Phong bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, dẫm nát rất nhiều đệ tử linh tộc dưới chân, sau đó thể hiện ra thực lực chân thần lục giai, trở thành đệ tử có thiên phú và tiềm lực lớn nhất linh tộc. Mà hiện tại, ngay cả Hạ Hầu Vũ, chân thần lục giai đỉnh phong của Sinh Mệnh Thánh Địa cũng nhịn không được khởi sướng khiêu chiến với Triệu Phong. Sinh Mệnh Chi Mâu, Triệu Phong thoáng đánh giá Hạ Hầu Vũ, Hàn Ngưng Nhi đồng dạng cũng là kẻ có được Sinh Mệnh Chi Mâu, nhưng mà mức độ huyết mạch thức tỉnh so sánh với Hạ Hầu Vũ này, căn bản là chênh lệch một trời một vực. Khác với Hàn Ngưng Nhi, Sinh Mệnh Chi Mâu của Hạ Hầu Vũ là vận dụng trong chiến đấu, Triệu Phong cũng vô cùng tò mò, năng lực của sinh mệnh chi mâu sẽ mang đến cho hạ hầu vũ sức chiến đấu như thế nào. Cũng được, những người vừa rồi vẫn chưa đủ để khiến cho ta sử dụng năng lực huyết mạch nhãn đồng. Thân sắc của Triệu Phong trở nên nghiêm túc, cái gì, huyết mạch nhãn đồng của tiểu tử kia, trong lòng không ít đệ tử linh tộc dưới đài vô cùng chấn động. Hóa ra từ đầu đến giờ, Triệu Phong vẫn chưa sử dụng tới huyết mạch nhãn đồng cường đại nhất của hắn. Điều đó là không có khả năng. Những đệ tử hạch tâm bị Triệu Phong đánh bại, Liêu mạng lắc đầu, không muốn thừa nhận điểm này. Thần sắc Trương Vũ Đồng lại càng u ám, nội tâm phẫn nộ không cam lòng. Trên bầu trời, đám cổ thần linh tộc nhất thời cũng lộ ra ánh mắt thâm ý, trở nên mười phần mong đợi trận chiến này. Tốt, thần sắc Hạ Hầu Vũ vô cùng phấn chấn. Triệu Phong tự tin như vậy đối với huyết mạch nhãn đồng của chính mình, điều này chứng minh năng lực của nó rất không tầm thường, cái này chính hợp với tâm ý của hắn. Oanh, trên thân thể hạ hầu vũ đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng nặng như sơn nhạc thân thể hắn nhất thời cất cao vài phần bề mặt làn da chậm rãi nổi lên một tầng hoa văn nham thạch màu đen một cỗ áp lực thể phách nặng như thái sơn đột nhiên hàng lâm trên khiêu chiến đài cho dù là triệu phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng toàn thân cũng phải chấn động mạnh cảm giác được một cỗ áp lực đáng sợ nhưng mà cái này còn chưa kết thúc ông trong cặp mắt bích lục của hạ hầu vũ nhất thời lấp lánh quang trạch tinh lục một cỗ lực lượng sinh mệnh bàng bạc nhảy vào trong thể phách của hắn. Dưới cỗ sinh mệnh lực cường đại này xúc tiến, lực lượng thể phách của Hạ Hầu Vũ lại càng cường đại hơn, giống như một ngọn núi cương thiết đứng sừng sững giữa thiên địa. Bỗng nhiên, ngọn núi cương thiết này chấn động, rầm rầm, toàn thân Hạ Hầu Vũ giống như một đạo quang mang đen như mực, trong nháy mắt đã phóng đến bên cạnh Triệu Phong. Tốc độ thật nhanh, tâm thần Triệu Phong cả kinh, thiên tài thánh địa quả nhiên không thể coi thường. Vù vù vù, Triệu Phong lập tức vận chuyển thánh lôi thể, đồng thời phóng xuất ra ngũ hành lôi kiếp vực. Dưới tác dụng của ngũ hành lôi kiếp vực, các phương diện của Hạ Hầu Vũ đều gặp phải áp chế nhất định. Oanh phanh, hai người va chạm mạnh với nhau, truyền ra một trận bạo khởi kinh thiên. Lực đạo thật khủng khiếp, đám người bốn phía cảm thụ được lực đạo trấn áp thiên địa đáng sợ kia trên khiêu chiến đài, nội tâm chấn động đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, Triệu Phong đang chính diện chống lại Hạ Hầu Vũ, rốt cuộc phải thừa nhận lực lượng cường đại cỡ nào. Triệu Phong lùi liên tục về phía sau ba bước, lưu lại ba đạo lõm xuống trên bề mặt khiêu chiến đài xương cốt trong thân thể hắn chuyển đến một trận đau nhức hai cánh tay tức thì bị một quyền của hạ hầu vũ đánh cho gãy xương triệu phong lập tức vận chuyển lực lượng mộc chi áo nghĩa phối hợp thể chất bất diệt tiến hành trị liệu khôi phục không nghĩ tới bên ngoài thánh địa vẫn còn có người có thể tiếp ta một quyền trong mắt hạ hầu vũ giạt rào chiến ý hắn thân là đệ tử hạch tâm của sinh mệnh thánh địa tự nhiên là tu luyện công pháp luyện thể đứng đầu nhất cộng thêm các loại dược liệu chân quý còn có sinh mệnh chim mâu trợ giúp, thành tựu của hắn trên phương diện luyện thể tuyệt đối không tầm thường. Kế tiếp, đến phiên ta, trong tả mâu triệu phong hiện lên đạo ngân trạch mộng huyễn. Nhất thời, thần sắc triệu phong tỉnh táo lại, tả mâu của hắn chỉ mới ngưng tụ trên người hạ hầu vũ, liền có thể phân tích ra rất nhiều tin tức. Nhưng mà, tả mâu của hắn cũng không phải dùng để phân tích. Huyễn cấm mê vực, trong tả mâu triệu phong bộc phát ra ý chí đồng lực kinh người, đồng thời từ từ diễn biến thành một tòa cung điện mê huyễn. Ở phương xa, ánh mắt bích lục của hạ hầu vũ trật xuất hiện một tia mê mang. Nhưng mà tại phần hông của hắn, sợi đai lưng thủy tinh như phỉ thúy kia nhất thời lan tràn ra một trận quang trạch thâm lục sắc, tiến nhập vào trong linh hồn của hạ hầu vũ. Hưu, một đạo lôi quang hiện lên, triệu phong tiếp cận hạ hầu vũ, trong ngón trò tay phải của hắn tản mát ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ rung động thiên địa. Xuyên thiên chỉ, triệu phong chỉ một cái, trực tiếp điểm lên trước ngực hạ hầu vũ. Linh hồn đồng thuật thật mạnh, cho dù ta có mang trên người thần khí phòng ngự linh hồn, cũng vẫn bị huyễn thuật của hắn ảnh hưởng. Ngay vào lúc này, hai mắt hạ hầu vũ đã khôi phục lại thanh minh. Hắn lập tức ba động thần lực, tiến hành tập trung phòng ngự ở địa phương Triệu Phong công kích. Hưu phốc, đạo chỉ lực của Triệu Phong dung hợp lực lượng thần huyết, ngưng tụ lại một chút, trực tiếp xuyên thủng thể phách cứng rắn của hạ hầu vũ. Gây tổn thương cho hạ hầu vũ rồi, không ngờ công kích của Triệu Phong lại có thể phá vỡ phòng ngự của hạ hầu vũ vô số đệ tử linh tộc phía dưới nhất thời kinh hô một trận. Nhưng mà, sau khi Triệu Phong thực hiện được một kích, liền cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt lãnh tính, quan sát Hạ Hầu Vũ. Ngươi rất mạnh, không ngờ lại có thể gây tổn thương cho ta. Hạ Hầu Vũ không thèm để ý chút nào thương thế trên người, cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy vết thương trên thân thể hắn, trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn. Cho dù một chỉ kia của Triệu Phong có ẩn chứa lực lượng lôi kiếp cùng lực lượng thần huyết, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng cả thế nhưng thần sắc hạ hầu vũ nhìn về phía triệu phong cũng trở nên vô cùng nghiêm túc bởi vì một cái đồng thuật vừa rồi của triệu phong đã nói cho hắn biết đối phương am hiểu công kích linh hồn nếu như nói hạ hầu vũ có chỗ thiếu hụt gì thì đó chính là phương diện linh hồn tính mạng thể phách của hắn hòa làm một thể với sinh mệnh chi mâu sinh cơ cuồn cuộn không dứt thân thể cứng như bàn thạch so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn tả mâu triệu phong quan sát tất cả ở trong mắt ăn một quyền nữa của ta Hạ hầu vũ vận chuyển sinh mệnh chi mâu, trực tiếp đánh thẳng về phía Triệu Phong. Một quyền này còn chưa hàng lâm, Triệu Phong đã cảm thụ được lực trùng kích khủng bố, hầu như muốn đem hắn đẻ bẹp xuống luôn. Nhưng ngay tại lúc này, xung quanh thân thể Triệu Phong, sinh mệnh áo nghĩa đột nhiên ba động, từng sợi từng sợi dây mây lục sắc cứng cỏi quấn lấy thân thể hắn. Dùng sinh mệnh chi mâu phát động đồng thuật ràng buộc, tâm thần Triệu Phong chấn động, quả nhiên không thể coi thường thiên tài thánh địa A. Mắt thấy Triệu Phong đã không thể nào thoát thân, sắp bị hạ hầu vũ nghiền ép, thì lôi kiếp đồng diễm, tả mâu triệu phong nhất thời lấp lánh vô số đạo lôi quang bạch tinh, một cỗ linh hồn hủy diệt áo nghĩa, mang theo linh hồn ba động cường đại mạnh mẽ khởi động. Trải qua một phát đồng thuật vừa rồi, triệu phong liền cảm giác được, hiện tại hắn thi triển huyết mạch đồng thuật gần như là hạ bút thành văn, hơn nữa hiệu quả công kích cũng tăng cường mạnh mẽ rất nhiều. Oanh Phốc, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo giống như hỏa diễm thiêu đốt vậy, mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được, trực tiếp đánh lên vị trí phần đầu hạ hầu vũ. a à, thân hình hạ hầu vũ nhất thời dừng lại, kêu la thảm thiết. Cho dù hắn đã có đề phòng, trên người còn mang theo bí bảo phòng ngự linh hồn, nhưng vẫn như cũng không chịu nổi lui kiếp đồng diễm của Triệu Phong. Sau khi thực hiện được một kích, Triệu Phong lập tức tránh thoát, một lần nữa vận chuyển tả mâu. Từng cỗ từng cỗ lực lượng linh hồn tuyệt cường liên tục trùng kích lên linh hồn của Hạ Hầu Vũ. Hiện tại hắn phát động một vài đồng thuật nhỏ, đơn giản là thuấn phát, không cần trải qua tích xúc lực lượng nữa. Rắc rắc, đai lưng phỉ thúy bên hông hạ hầu vũ không chịu nổi công kích linh hồn cuồn cuộn không ngừng của Triệu Phong, đã xuất hiện vài tia vết rách. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao, một vài đệ tử dưới đài nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Hạ hầu vũ tu vi cao thâm, có được sinh mệnh chi mâu, còn có thần khí phòng ngự linh hồn, nhưng dưới linh hồn đồng thuật của Triệu Phong lại là bộ dáng thảm đạm như thế này. Như vậy người bình thường ở trong tay Triệu Phong có thể chống nổi mấy giây. Ong ong, sinh mệnh chi mâu của Hạ Hầu Vũ bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Sinh mệnh lực cường đại kia có thể duy trì tình trạng của hắn ở điều kiện tốt nhất, có một vài hiệu quả nhất định đối với chống lại linh hồn đồng thuật. Đồng thời, liên tục bị Triệu Phong dùng linh hồn đồng thuật công kích, Hạ Hầu Vũ cũng dần dần có được sức chống cự nhất định. Bá, thân hình Hạ Hầu Vũ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Hạ Hầu Vũ trực tiếp xuất hiện ngay trước người Triệu Phong. Sinh mệnh chi mâu của hắn điên cuồng vận chuyển sinh mệnh lực cường đại kia giống như một cỗ sinh mệnh hỏa ở trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt thiên toái trong thủ trưởng hạ hầu vũ dần dần tụ tập một đoàn quang huy mặc lục sắc phát ra lực lượng kinh khủng khiến lòng người run sợ chiêu thức thật cường đại triệu phong cảm giác được một cỗ nguy cơ nếu như bị một chiêu này đánh trúng hắn không chết cũng phải trọng thương xem ra hạ hầu vũ dự định dùng chiêu này để định thắng bại thần mâu phân giải ánh mắt triệu phong nhìn chằm chằm trên người hạ hầu vũ một cỗ ngân trạch mộng huyễn đột nhiên bắn thẳng ra. Chỉ thấy lực lượng sinh cơ bốn phía xung quanh hạ hầu vũ cấp tốc biến mất. Sau đó, sinh cơ bàng bạc trong cơ thể hắn cũng bắt đầu biến mất. Mà tuyệt chiêu hắn vừa mới tụ tập được, uy năng cũng từ từ giảm xuống. Cái này, là loại đồng thuật gì vậy? Hạ hầu vũ hoảng sợ tắt tiếng. Hắn bỗng nhiên phát giác sinh cơ trong cơ thể mình đang cấp tốc biến mất. Mà lực lượng sinh mệnh trong sinh mệnh chi mâu của hắn tuôn ra, không ngờ lại không theo kịp tốc độ biến mất nói cách khác giờ phút này sinh mệnh chi mâu của hắn đã mất đi tất cả tác dụng tuyệt chiêu mà hắn ngưng tụ ra cũng vĩnh viễn không thể nào tụ tập ra lực lượng mạnh nhất được ha ha triệu phong mỉm cười lúc này tốc độ hắn phân giải quả thật đã nhanh đến không thể tin nổi nếu như hạ hầu vũ không có sinh mệnh chi mâu tất cả sinh cơ trong cơ thể hắn đã sớm bị triệu phong phân giải hoàn tất rồi bỗng nhiên triệu phong trợt đình chỉ thần mâu phân giải thần mâu phục chế tả mâu triệu phong phóng ra một đạo quang vụ mộng huyễn bao phủ ở trên người mình. Chỉ thấy, lực lượng sinh mệnh dâng trào vô biên kia, lúc này toàn bộ xuất hiện ở trong cơ thể Triệu Phong. Giờ phút này, Triệu Phong cảm giác lực lượng thể phách của mình chỉ ít đã tăng lên gấp 3 lần so với trước đây. Hưu, vận chuyển không gian áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa, trong nháy mắt Triệu Phong đã xuất hiện bên cạnh Hạ Hầu Vũ. Hắn đem tất cả lực lượng sinh mệnh vừa rồi đã phỏng chế, toàn bộ ngưng tụ bên trong thần lực ngũ hành lôi kiếp. Ùm um ùm, um, một quyền này còn chưa đánh ra, không gian thiên địa đã xuất hiện từng đầu từng đầu lôi long dữ tợn giết gào. Điều này sao có thể? Lực lượng sinh mệnh trên người ngươi, hạ hầu vũ không thể nào tin nổi một màn vừa này. Oanh phanh, triệu phong đánh ra một quyền, một đầu lôi long ngũ sắc tráng kiện vô cùng đánh mạnh lên người hạ hầu vũ. Rắc rắc, thình thịch, phòng ngự trên người hạ hầu vũ bị triệu phong đánh nát bấy. Mà thân thể hạ hầu vũ thì bị ném ra xa vài dặm, đập nát bấy một tòa cung điện phía sau chương 1260, bán bộ thần chủ. Rắc rắc, thình thịch, phòng ngự trên người hạ hầu vũ bị triệu phong đánh nát bấy. Mà thân thể hạ hầu vũ thì bị ném ra xa vài dặm, đập nát bấy một tòa cung điện phía sau. Có thể một quyền đánh bay hạ hầu vũ, uy năng một quyền kia của triệu phong chỉ ít tiếp cận cổ thần. Cái này, kẻ này quá kinh khủng, không ít đệ tử hạch tâm nuốt nước, nước miếng một cái, trong lòng một trận kinh hãi. Nếu như một quyền kia đánh lên trên người bọn họ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ngay cả Hạ Hầu Vũ cũng thất bại, Thần sắc Trương Vũ Đồng càng thêm ảm đạm, đám đệ tử còn lại thì càng khó có thể che giấu sự hưng phấn trong lòng, thốt lên kinh thán. Dù sao Triệu Phong cũng coi như người của linh tộc, mà hắn đánh bại thiên tài của sinh mệnh thánh địa, đây chính là đang mang tới thể diện cho linh tộc. "Vũ phi, hắn thật là cường đại a, à, một quyền đánh bay Hạ Hầu Vũ." Khổng Điệp hưng phấn thét chói tai một trận, khiến cho Triệu Vũ Phi ở một bên bất đắc dĩ phì cười một tiếng. Trên khiêu chiến đài, trong lòng triệu phong cũng hơi có chút vui vẻ sau khi tả mâu lột xác đây coi như là lần đầu tiên hắn thi triển đồng thuật trong chiến đấu hắn phát giác năng lực của tả mâu đạt được đề thăng trước giờ chưa từng có tất cả đồng thuật trước kia thả ra bắt đầu dễ dàng như thường mà tiêu hao lại giảm xuống thật lớn ngay cả thần mâu phân giải cùng thần mâu phục chế cũng là tùy tùy tiện tiện liền có thể thả ra hơn nữa công hiệu quả thật là không thể tưởng tượng nổi ví dụ như thần mâu phân giải vừa rồi không cần trải qua phân tích đã trực tiếp có thể phân giải. Cuối cùng đã phá giải tuyệt chiêu thiên toái của Hạ Hầu Vũ, khiến cho hắn không thể nào phát huy ra uy năng chân chính của một chiêu này. Mà thần mâu phục chế, Triệu Phong lại càng vận dụng linh hoạt hơn. Trước đây hắn nhiều lắm chỉ có thể phục chế chiêu thức công kích của đối thủ, hiện tại cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ phục chế bất cứ vật phẩm gì. Tựa như vừa rồi, Triệu Phong trực tiếp phục chế lực lượng sinh mệnh Hạ Hầu Vũ thả ra, đem nó thu nạp cho mình sử dụng. Quả nhiên không khiến ta thất vọng, Triệu Phong mỉm cười. Lần này thần mâu lột xác, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, về phần có còn những năng lực khác nữa hay không, tạm thời Triệu Phong chưa có thời gian đào móc ra. Siêu, Siêu, hai gã đệ tử của Sinh Mệnh Thánh Địa phóng tới bên cạnh Hạ Hầu Vũ. "Hạ Hầu sư huynh." Sắc mặt hai gã đệ tử có chút hoảng hốt, ngữ khí run rẩy. "Không có việc gì." Hạ Hầu Vũ trực tiếp đứng lên, vận chuyển Sinh Mệnh Chi Mâu, trong nháy mắt đã chữa trị hoàn hảo thương thế trên người mình. Huyết mạch nhãn đồng của hắn gần như đã đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu. Hạ hầu vũ nhẹ giọng nói, thanh âm có chút kinh hãi. Nếu chỉ là nhãn mâu bình thường, làm sao có thể khiến cho sinh mệnh chim mâu của hắn không có đất dụng võ chút nào. Hơn nữa triệu phong đúng là vận dụng huyết mạch nhãn đồng mới có thể đánh bại hắn. Không có khả năng, hạ hầu sư huynh, điều này sao có thể. Một gã đệ tử sinh mệnh thánh địa lập tức phủ định. Thần vực man hoang có bát đại thần mâu, phía dưới bát đại thần mâu chính là huyết mạch hậu duệ. Hậu duệ huyết mạch của Bát Đại Thần Mâu cũng có cực hạn trưởng thành. Cực hạn này chính là chuẩn thần mâu, chuẩn thần mâu nếu như tiến thêm một bước, đó chính là thần mâu. Nhưng mà muốn trở thành thần mâu, nhất định phải đánh chết kẻ có được thần mâu, cho nên nói cực hạn của hậu duệ huyết mạch Bát Đại Thần Mâu chính là chuẩn thần mâu. Tiểu tử này không phải là hậu duệ của Bát Đại Thần Mâu, nhãn đồng của hắn làm sao có thể đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu? Hai gã đệ tử sinh mệnh thánh địa thủy chung không thể nào tin nổi nhãn đồng của hắn không chỉ đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu thậm chí ta còn có cảm giác trong nhãn đồng của hắn có một tia khí thức thần mâu nữa hạ hầu vũ thấp giọng nói những lời này chỉ có hai gã đệ tử sinh mệnh thánh địa kia là nghe được không có khả năng hai người hoảng sợ thốt lên chúng ta đi hạ hầu vũ khẽ nói sau đó mang theo hai người còn lại trực tiếp rời đi trên bầu trời sắc mặt mấy vị cổ thần linh tộc đã cực kỳ đặc sắc cấp bậc chuẩn thần mâu sao ánh mắt tứ trưởng lão linh tộc lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Bản thân hắn cũng từng nghe nói qua sự phân chia cấp bậc này. Bất quá có thể đạt tới cấp bậc này, chỉ ít cũng phải là hậu duệ bát đại thần mâu mới đúng. Hắn không phải là hậu duệ của thần mâu, căn bản không biết rõ ràng những thứ này, cho nên cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Có lẽ hắn có thể chứng đạo thần vị lục giai, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhãn đồng cấp bậc chuẩn thần mâu này. Tứ trưởng lão thầm suy đoán, bất luận thế nào, triệu phong có thể trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai chính là đại biểu cho ngày sau hắn có xác suất cực lớn vấn đỉnh cảnh giới thần chủ bên trên chân thần cửu giai thiên tài như vậy phải ở lại linh tộc đạt được toàn lực tài bồi ngay thời điểm tứ trưởng lão chuẩn bị hiện thân hắn bỗng nhiên cảm thụ được một cỗ khí tức khiến cho hắn cũng phải cảm giác có chút đè nén đám cổ thần linh tộc còn lại cũng phát hiện ra cái gì ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa chỉ thấy một vị lão giả mái tóc tinh bạch dài chấm đất đang chậm rãi đi tới những nơi hắn đi qua thiên địa một mảnh tĩnh mịch chỉ có vô số hư mang tinh bạch lấp lánh liên tục ngay cả thiên địa đều thể hiện ra một loại cảm giác không chân thật chuyện gì xảy ra đám đệ tử linh tộc phía dưới bỗng nhiên phát hiện phía chân trời xa xa xuất hiện một cỗ năng lượng ba động đáng sợ theo cỗ khí tức uy thế kia tiếp cận bọn chúng cảm giác tất cả lực lượng của mình toàn bộ đều bị cấm cố không thể nào vận chuyển được chút nào giờ phút này tất cả bọn chúng tựa như đã biến thành người thường vậy Tả mâu triệu phong lập tức quét về phía phương xa, nhìn chằm chằm trên người vị lão giả kia. Thời điểm khi hắn nhìn thấy vị lão giả này, thần lực toàn thân hắn chợt bắt đầu run sợ, phương diện linh hồn cũng áp lực một trận, dường như muốn thần phục vị lão giả này vậy. Thật đáng sợ, người này là ai? Trong lòng triệu phong vô cùng chấn động, siêu siêu, lão giả mái tóc dài tinh bạch chấm đất còn chưa có hàng lâm, trên thiên không đã có mấy gã cổ thần linh tộc xuất hiện, nghênh đón. Tam trưởng lão, không nghĩ tới tam trưởng lão cũng đã xuất quan thời điểm tất cả các cổ thần linh tộc kể cả gã tứ trưởng lão đều nhìn về phía vị tam trưởng lão này trên mặt cũng đều lộ ra vẻ cung kính cấp bậc của tam trưởng lão tuy rằng chỉ cao hơn tứ trưởng lão một cấp nhưng mà thực lực của hắn đã đạt tới bán bộ thần chủ là nhân vật có hy vọng trở thành thần chủ cung nghênh tam trưởng lão nghe được thanh âm của đám cao tầng cổ thần linh tộc tất cả đệ tử phía dưới nhất thời minh bạch thân phận của vị lão giả này bọn chúng căn bản không dám nghĩ tới chính mình có một ngày có thể nhìn thấy nhân vật khủng bố như vậy. Mà không ít đệ tử Hạch Tâm Linh tộc từng nghe nói qua về chuyện tình của Tam trưởng lão, cho nên sau khi biết được thân phận của người này, lại càng cực kỳ cung kính. Không nghĩ tới ngay cả Tam trưởng lão cũng tới. Trong lòng bộ phận đệ tử Hạch Tâm Linh tộc nhất thời lo lắng. Bọn họ cũng đều biết, lần này Tam trưởng lão xuất hiện nhất định là vì Triệu Phong, cho nên bọn chúng mới lo lắng. Ta đã biết tất cả mọi chuyện ở nơi này, Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, thanh âm cực kỳ bình thản kia truyền đi khắp toàn bộ linh tộc, thâm nhập tâm linh tất cả mọi người. Thần thông như thế, khiến cho tất cả mọi người trong linh tộc nghe được câu này đều phát ra cảm giác chiều bái từ nội tâm. Lúc này tứ trưởng lão cũng không nói gì, nếu như tam trưởng lão cũng đã đi ra, như vậy hết thảy đều phải nghe theo phân phó của hắn. Bên ngoài linh tộc, dạ long cổ thần đang ẩn nấp bên trong không gian, trực tiếp bị áp bách chui ra, phun ra một ngụm tiên huyết. Bán bộ thần chủ, dạ long cổ thần đè nén khí huyết sôi trào, trực tiếp thuấn di bỏ chạy. Trên dưới linh tộc hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động, tất cả không gian phảng phất như đã rơi vào ngưng kết. Chỉ có bốn phía xung quanh tam trưởng lão kia, thiên địa liên tục lấp lánh một trận bạch quang hư thực. Người chính là Triệu Phong, ánh mắt tam trưởng lão linh tộc kia bỗng nhiên hạ xuống trên người Triệu Phong. Phải, ánh mắt Triệu Phong nhìn thẳng lại đối phương, một khắc này, hắn chợt cảm giác toàn bộ phiến thiên địa này như muốn sập xuống vậy. Một cỗ áp lực không gì sánh kịp trùng kích thẳng về phía hắn. Thậm chí ánh mắt tam trưởng lão cũng giống như tả đồng của hắn vậy, có thể xem thấu tất cả bí mật trong cơ thể Triệu Phong. Phanh phanh, phanh phanh, tả mâu Triệu Phong chợt truyền ra một trận ấm áp, một cỗ quang vụ mộng huyến từ trong không gian thần mâu tràn ngập ra, tiến nhập linh hồn của Triệu Phong. Lúc này, Triệu Phong cảm giác mình bị khí tức áp bách, trong nháy mắt đã biến mất hơn phân nửa. Mà loại cảm giác toàn thân bị nhìn thấu kia cũng hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời, cặp mày tam trưởng lão linh tộc khẽ nhướng lên. Người có bằng lòng làm đồ đệ của ta không? Trên mặt tam trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Tứ trưởng lão khẽ cao mày, trong lòng có chút không vui, nhưng lại không dám nói lời nào. Lại là thu đồ đệ, tam trưởng lão linh tộc, bán bộ thần chủ đích thân thu đồ đệ. Nội tâm tất cả đệ tử linh tộc nhất thời sôi trào một trận. Trước đây, Triệu Phong đã cử tuyệt lời mời thu đồ đệ của trưởng lão của thần linh tộc bình thường. Mà hiện tại tam trưởng lão bán bộ thần chủ của linh tộc đã đích thân mở miệng, muốn thu hắn làm đồ đệ. Không ít đệ tử Hạch Tâm bỗng nhiên có chút sợ hãi Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong trở thành đồ đệ của Bán Bộ Thần Chủ, ngày sau hắn nhất định chính là tiểu tổ tông của linh tộc, dưới một người, trên vạn người. Cho dù là đệ tử có huyết mạch linh tộc cũng không dám có bất kỳ bất kính gì đối với hắn. Nghe được câu này, trong lòng Triệu Phong dâng lên một tia gợn sóng. Nhưng hắn rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, trước đây, lúc ta còn là một đệ tử ngoại tộc bình thường, chính là đối tượng cho rất nhiều đệ tử ngoại tộc, nội tộc Hạch Tâm nhục nhã thậm chí ngay cả trưởng lão linh tộc cũng muốn ép bức ta. Triệu Phong chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, nội tâm tất cả mọi người trên dưới linh tộc nhất thời vô cùng kinh ngạc, mỗi người cũng đều trừng mắt há miệng. Tiểu tử kia xảy ra chuyện gì vậy? Không ít đệ tử hạch tâm kinh ngạc thốt lên, tiểu tử này muốn làm gì? Sắc mặt cổ thần hắc bào kia cả kinh, trong lòng có chút lo lắng. Ánh mắt tam trưởng lão linh tộc cũng hơi lóe lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm triệu phong. Hiện tại, tam trưởng lão lại muốn thu ta làm đồ đệ sự tương phản giữa trước và sau thật sự quá lớn khiến cho ta cảm giác có chút không chân thật xin để cho ta bình tĩnh mấy ngày suy ngẫm một chút sắc mặt triệu phong bình thản nói trước đây linh tộc đối với hắn như vậy gần như tất cả mọi người đều đứng ở phương diện đối lập với hắn muốn đuổi hắn ra khỏi linh tộc muốn ra hại hắn hiện tại chính mình thể hiện ra thiên phú kinh người trước giờ chưa từng có bọn chúng mới nghĩ tới mời chào mình muốn mình hiệu lực cho linh tộc cái này không khỏi quá tiện nghi rồi mặt khác chính mình trực tiếp trùng kích đến cảnh giới cổ thần, như vậy cảnh giới thần chủ bên trên chân thần cửu giai kia, đối với mình mà nói, căn bản không có bất cứ độ khó gì. Nếu như đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu thần vực thánh địa đánh nhau suốt đầu mẻ chán cũng muốn thu lưu hắn. Mà lúc này linh tộc chỉ mới phái ra một gã bán bộ thần chủ mà thôi. Nói thật lòng, Triệu Phong vẫn cảm thấy người này không xứng làm sư tôn của chính mình. Lời này của Triệu Phong vừa nói ra, Tất cả các đệ tử của linh tộc kể cả các trưởng lão cổ thần đều giống như hóa đá vậy, cứng ngắc tại chỗ. Tuy rằng Triệu Phong nói là muốn suy nghĩ mấy ngày, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ, Triệu Phong đã cự tuyệt. Cự tuyệt trở thành đồ đệ của bán bộ thần chủ. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người muốn nhảy dựng lên chửi chết Triệu Phong. Không ngờ lại cự tuyệt hảo ý của bán bộ thần chủ, không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Vậy, người muốn suy nghĩ bao lâu? Ánh mắt tam trưởng lão ngưng động, đột nhiên hỏi. Trên bầu trời, vô số hư mang bạch tinh niên cuồng cuồn cuộn. Cỗ khí tức to lớn phong bế thiên địa kia giống như biển gầm vậy, mạnh mẽ áp bách xuống dưới. Tất cả đệ tử linh tộc phía dưới nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng áp bách khó có thể ngỗ nghịch, xương cốt thân thể phảng phất như sắp sửa bị nghiền nát vậy. Linh hồn ý thức của bọn họ gặp phải từng cỗ từng cỗ khủng bố trùng kích, đã sắp sửa không chịu nổi nữa. Chương 1261, danh chấn tử linh vực tất cả đệ tử linh tộc nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng khó có thể làm trái thân thể xương cốt phảng phất đều sắp sửa bị nghiền nát linh hồn ý thức của bọn chúng thừa nhận từng cỗ từng cỗ trùng kích khủng bố đã sắp sửa chịu không nổi mà áp lực triệu phong đang bị không hề thấp hơn những người khác chút nào nếu không phải thể phách của hắn cường hãn linh hồn ngưng thực hơn nữa có sự bảo hộ của thần mâu chỉ sợ hiện tại hắn đã thần phục vị bán bộ thần chủ trước mặt rồi không sai ta cần suy nghĩ vài ngày trong kẽ răng triệu phong gian nan rít ra một câu lời này vừa nói ra trái tim tất cả mọi người ở đây đều băng lãnh một trận trong lòng tất cả đệ tử ở đây đều mang triệu phong ra mắng vô số lần trên bầu trời mấy vị trưởng lão cổ thần cũng đã ứa ra mồ hôi lạnh triệu phong chính diện cự tuyệt bán bộ thần chủ thậm chí dưới sự áp bách của bán bộ thần chủ vẫn như cú cự tuyệt điều này cho dù là trưởng lão cổ thần bọn chúng cũng không dám làm như thế ngay vào lúc này cố khí thức áp bức trong thiên địa kia nhất thời bị quét đi sạch sẽ. Cho người thời gian ba ngày, sau đó ta sẽ bế quan tu luyện. Tam trưởng lão lưu lại một câu nói, sau đó thân ảnh liền biến mất. Hắn biết rõ, Triệu Phong kỳ thật đã cự tuyệt hắn. Nhưng hắn sẽ không bởi vậy mà làm gì Triệu Phong. Phải biết rằng, Triệu Phong trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai, chỉ cần linh tộc triệu tài bồi, ngày sau trở thành thần chủ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thần chủ, đã là cường giả đỉnh cao của thần vực man hoang rồi thậm chí triệu phong còn có một tia cơ hội chạm tới đỉnh phong nhất của thần vực man hoang cảnh giới thần vương nhưng thân là tam trưởng lão linh tộc bán bộ thần chủ hắn bị triệu phong cự tuyệt như vậy quả thật có chút tổn hại mặt mũi cho nên hắn mới nói chính mình bề bộn nhiều việc chỉ cho triệu phong thời gian 3 ngày nếu không chịu nắm lấy sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này những lời này một lần nữa đề cao thân phận của tam trưởng lão rất xảo diệu hóa giải mất đại bộ phận xấu hổ do hắn bị triệu phong cự tuyệt tam trưởng lão vừa đi tất cả mọi người trên dưới linh tộc nhất thời thở phào nhẹ nhõm một số người càng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía triệu phong đều hết sức phức tạp đầu tiên triệu phong vốn là đối tượng bị tất cả mọi người bài xích thế nhưng triệu phong một lần nhất cử chứng đạo thần vị lục giai trở thành thiên tài trói mắt nhất của linh tộc điều này khiến cho trong lòng bọn chúng có chút khen thị thế nhưng kế tiếp triệu phong đánh bại chân thần lục giai của sinh mệnh thánh địa khiến cho bọn chúng thập phần kinh hỉ mơ hồ có chút sùng bái nhưng cuối cùng triệu phong lại đắc tội tam trưởng lão của linh tộc nhiều chuyện như vậy xảy ra khiến cho đám đệ tử linh tộc không biết sau này nên dùng thái độ như thế nào để đối xử với triệu phong triệu phong cũng thở ra một hơi thật dài tuy rằng hắn liệu định tam trưởng lão cũng sẽ không làm gì hắn nhưng cô áp bách chấn động thiên địa này hắn cũng có chút không đỡ nổi hắn còn có chút lo lắng nếu như thời gian dài một chút tam trưởng lão có thể sẽ nhìn ra nội tình chân chính của hắn phong ca lúc này một đạo thân ảnh màu tím nhẹ nhàng bay tới bên cạnh triệu phong người này đúng là đệ nhất mỹ nữ linh tộc triệu vũ phi triệu vũ phi không nói thêm gì chỉ mang theo nụ cười làm lòng người say đắm ánh mắt nhu tình như nước ngắm nhìn triệu phong phảng phất như mặc kệ triệu phong làm cái gì nàng cũng sẽ không chút nào hoài nghi thái độ của triệu vũ phi khiến cho trong lòng triệu phong ấm áp dù sao nơi này cũng là linh tộc là địa phương triệu vũ phi ở mấy chục năm mà chính mình vừa rồi lại cự tuyệt tam trưởng lão của linh tộc, có thể nói chính là đang kháng cự linh tộc. tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy nữ thần trong lòng chính mình thân thiết với một gã nam tử khác như vậy, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối. ở xa xa, lạc vũ chuẩn thần cùng vệ thanh oánh đều nhìn về phía triệu phong và triệu vũ phi, trong lòng có một loại vị đạo không nói nên lời. trước đây, bọn chúng đều chỉ xem triệu phong như một công cụ dùng để châm chọc triệu vũ phi, nhưng hôm nay triệu phong đã trở thành thiên tài chói mắt nhất của linh tộc. Bọn chúng có muốn kết giao cũng kết giao không tới." Siêu Phù Linh cổ thần nhẹ nhàng đáp xuống, "Triệu Phong, chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt." Phù Linh cổ thần mỉm cười nói, "Mấy năm nay, Triệu Vũ Phi ở linh tộc nhờ có tiền bối chiếu cố rồi." Triệu Phong cung kính hành lễ, "Phù Linh cổ thần chính là vị cường giả trước đây đã đến Đại Lục vực, trực tiếp đem Triệu Vũ Phi trở về linh tộc, Triệu Phong làm sao có thể quên được." "Triệu Phong, hiện tại ngươi đã là đệ tử Hạch Tâm linh tộc rồi." không bằng ngươi rời đến ở động phủ bên cạnh Triệu Vũ Phi đi, như thế nào?" Sắc mặt Phù Linh Cổ Thần vui vẻ nói, "Sư tôn, khuôn mặt Triệu Vũ Phi nhất thời đỏ bừng, giống như trái táo chín mùi. Hiện tại, linh tộc nhất định sẽ cật lực giữ lại Triệu Phong, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cản trở hai người bọn họ nữa." "Cũng được," Triệu Phong cũng chỉ bình thản gật đầu. Sau đó, Triệu Phong liền đi theo Phù Linh Cổ Thần, Triệu Vũ Phi tiến về khu vực lãnh địa của đệ tử Hạch Tâm. Đám đệ tử khu vực bên ngoài cũng dần dần tản đi. Tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay nhất định sẽ khắc sâu vào trong đầu của bọn họ, rất lâu cũng không thể xua đi được. Siêu, đúng lúc này, một gã thanh niên kim bào, trên người mang theo uy áp như kinh đào hải lãng vậy, chợt bay tới nơi này. Kim Uy, đã xảy ra chuyện gì? Tướng mạo gã nam tử kim bào này có vài phần tương tự với Kim Uy, nhưng giữa hai hàng chân mày lại toát ra một cỗ cảm giác sắc bén. Đại ca, sao bây giờ ngươi mới chạy tới? đã bỏ lỡ một trò hay tuyệt vời. Sau đó, Kim Uy liền đem tất cả những chuyện đã phát sinh lúc trước nói lại cho đại ca của hắn. Kim Khôn đại ca của hắn thân mang huyết mạch linh tộc, cường giả thiên kiêu đứng đầu có bối phận cao hơn hắn một bậc, hiện tại cũng đã là cường giả cổ thần. Chân thần lục dai, thần sắc Kim Khôn chấn động, có chút không tin nổi. Đây là sự thật, ngay cả tam trưởng lão cũng xuất hiện, muốn thu hắn làm đồ đệ. Kim Uy cũng biết, vị đại ca của hắn này tâm cao khí ngạo, nghe được một gã ngoại tộc có thể chứng đạo chân thần lục giai, chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hừ, không ngờ tiểu tử kia lại dám cự tuyệt tam trưởng lão. Kim khôn lừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không vui. Hắn quả thật đã bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt vời. Nếu như có thể bái tam trưởng lão làm sư phụ, toàn bộ linh tộc cũng sẽ không ai dám chọc tới hắn. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại cự tuyệt tam trưởng lão. Kim uy có chút không giải thích được, nói: có cơ hội, ta muốn gặp người này một chút trong mắt kim khôn hiện lên đạo quang mang sắc bén trước đây tổ bối kim khôn từng đề cử hắn cho tam trưởng lão hy vọng tam trưởng lão có thể nhận lấy gã đồ đệ này nhưng tam trưởng lão chỉ liếc nhìn hắn một cái liền cự tuyệt nhưng hôm nay không ngờ tam trưởng lão lại tự thân xuất mã muốn thu triệu phong làm đồ đệ tuy rằng cuối cùng triệu phong cự tuyệt nhưng trong lòng kim khôn vẫn như cố thập phần bất bình sau khi đi tới chỗ ở mới của chính mình triệu phong lập tức bế quan một đoạn thời gian vừa mới đột phá cổ thần, cảnh giới còn chưa được ổn định, cần phải hao phí đại lượng thời gian để củng cố. Hơn nữa hắn đã trải qua một trận chiến đấu, cũng có một vài lĩnh ngộ. Bề ngoài mặc dù ta là chân thần lục giai, nhưng thực tế ta cũng đã là cổ thần, cái này cũng là một át chủ bài bảo mệnh của ta. Sắc mặt triệu phong bình tĩnh, cho dù hắn đang ở thế lực ngũ tinh, nhận được sự bảo hộ của linh tộc, nhưng nếu hắn thể hiện ra thiên phú tiềm lực thật quá mức kinh người, không.